Chương 3580, thắng. Lăng Hàn cười cười, bây giờ hắn đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang, theo cảnh giới tăng cao, đối phương và hắn sẽ càng cách biệt lớn hơn. Ngang tay là không thể nào. Lăng Hàn gật đầu nói, được, ta rất mong chờ. Làm người phải biết điệu thấp. Thác Bạt Thiên Hoang xoay người đi, đã thao rồi ở lại có ý nghĩa gì? Mãi khi bóng dáng Thác Bạt Thiên Hoang biến mất trong đường hầm, trên khán đài giải rác tiếng vỗ tay sau đó dày đặc hơn, cuối cùng là ầm ầm như bão tố. Ai tin được Thác Bạt Thiên Hoang vô địch sẽ thua, nghĩa là một thời đại kết thúc, thời đại mới sắp mở ra. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, mỗi người trên khán đài gọi tên Lăng Hàn, đó là vinh diệu quán quân nên nhận được. Các chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ xô trào, trời ạ, không dám tin đội trưởng của chúng ta ghê gớm vậy. Lúc trước bọn họ còn nói với Lăng Hàn là vững vàng lấy Á quân, không ngờ Lăng Hàn quá dữ, hạ gục luôn Thác Bạt Thiên Hoang. Đương nhiên rồi, đó là đội trưởng của Huyền Thanh Kỳ chúng ta. Mở 15 kinh mạch, không lợi hại sao được, từ hôm nay Huyền Thanh Kỳ chúng ta là đứng đầu 4 kỳ. Hoán Tuyết hưng phấn mặt tươi như hoa, nàng vỗ tay thật mạnh như không quan tâm sẽ nát tay. Trong lòng của nàng tràn ngập kiêu ngạo, ai kêu các ngươi xem thường thiếu gia nhà ta, giờ biết lợi hại chưa? Có người vui có người giàu, ví dụ như Thích Vì Phong, lúc trước giết gã cũng không tin Lăng Hàn có thể đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang, nhưng sự thật rất tàn nhẫn. Thác Bạt Thiên Hoang thua thật, nghĩa là gã phải nuốt một cái ghế. Đùa, đừng nói mùi vị sẽ rất khó ăn, gã là truyền nhân xuất sắc nhất thế hệ trẻ Thích gia, sao có thể mất mặt trước công chúng. Chạy mau thôi, ai ngờ giọng Lăng Hàn vang lên thông qua trang bị khuếch đại thanh âm tuyển khắp sân võ đạo. Này Thích Vì Phong, đừng hòng trốn, đừng hòng trốn, đừng hòng trốn, tiếng vọng vang vẳng, Thích Vì Phong phát hiện vô số đôi mắt nhìn mình, phần lớn là người thường nhưng làm gã cảm giác như bị kim đâm. Lăng Hàn nói, ta cá cược với Thích Tùy Phong là nếu ta đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang thì hắn sẽ nuốt một cái ghế, còn là ghế của phủ thành chủ. Ta đã mang ghế đến, chờ chút nữa Thích Tùy Phong sẽ biểu hiện trước mặt mọi người, hy vọng tất cả đừng vội đi, hãy chờ xem đi. Khán đài rất lớn, Lăng Hàn không thể tìm ra Thích Tùy Phong trong 20 vạn người, nhưng không sao, giọng hắn sẽ được phóng lớn. Thích Tùy Phong, dám chơi dám chịu, ra đi. Mọi người nghe xong rất là vui, người ta thắng so tài hoặc là kích động khóc hoặc hưng phấn hoa tay múa chân. Ai như Lăng Hàn hết sức bình tĩnh, nhớ đánh cuộc với người khác, hình như vụ cá cược quan trọng với hắn hơn. Thị nữ nhỏ vác cái ghế nhảy vào đấu trường, bây giờ nàng là Bát Mạch, cõng cái ghế vượt qua bức tường cao 2 trượng dễ như chơi. Ui trà, thật sự chuẩn bị hết, không phải ghế bình thường mà của phủ thành chủ. Ghế của phủ thành chủ thì vị ngon hơn sao? Thích Tùy Phong bị mọi người nhìn chằm chú, làm sao chạy? Gã rất muốn chuồn đi, nhưng giờ mà chạy thì sau này đừng mơ ngẩng đầu trong Hùng Cứ Thành. Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên, dám chơi dám chịu, xuống đi. Tim Thích Tùy Phong rất cái bịch, là giọng của mục quản gia phủ thành chủ. Cường giả cực cốt cảnh đã lên tiếng, gã dám không nghe sao? Thích Tùy Phong không biết làm sao hơn là đi vào sân, đi rất chậm, như bước vào địa ngục. Từ mặt nào đó thì đúng là địa ngục, nhưng đi chậm đến đâu thì khoảng cách ngắn như vậy rốt cuộc Thích Tùy Phong đến gần Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, ăn đi. Thích Tùy Phong rít qua kẽ răng, Lăng Hàn, ngươi đừng quá đáng. Ta là tử đệ đích truyền của Thích gia, ngươi làm nhục ta như vậy gia tộc sẽ không tha cho ngươi. Lăng Hàn trợn trắng mắt, vốn sợ ngươi tiêu hóa không tốt, ăn một chân ghế là được. Nhưng ngươi đã uy hiếp ta thì, ha ha, vậy ăn hết nguyên cái ghế đi. Thích Tùy Phong khóc, miệng gã thật tiện, đi kích thích sát tinh này. Nhìn hàng loạt biểu hiện của Lăng Hàn trong phủ thành chủ là biết hắn không sợ rắc rối. Tiêu đời, mua dây buộc mình, Lăng Hàn săn sóc nói, ăn đi, có rất nhiều. Không cần lo lắng ăn không đủ no. Người trên khán đài xem náo nhiệt hùa theo giống, ăn đi, ăn đi. Sắc mặt Thích Tùy Phong giống như cho tàn, chết lặng vươn 2 tay ra. Rắc, hắn bẻ gãy một cái chân ghế, sau đó đặt ở trong miệng nhai. Rất nhanh, một cây ghế chân đã không có. Nếu nhất định phải ăn, vậy ăn càng nhanh càng tốt, để cho sau khi ra ngoài cũng có thể mau chóng nhổ ra. Mùi vị như thế nào? Lăng Hàn lại nói. Gương mặt tiểu thị nữ lại sớm nhăn lại giống như trái mướp đắng, nhìn dáng vẻ đối phương nhai chân ghế khiến cho nàng hoảng hốt. Thích Tùy Phong chết lặng đưa qua một cái tay vịn, không nói gì. Ý tứ này rất đơn giản rõ ràng, chính là ngươi muốn biết mùi vị như thế nào, vậy tới nếm thử đi. Lăng Hàn từ chối, quân tử không đoạt đồ tốt của người, vẫn mời ngươi thỏa thích hưởng dụng. Thích Tùy Phong chết lặng thu tay về, răng rắc, hắn cắn một cái, âm thanh dễ vỡ vang lên, từ từ ăn, không cần phải gấp gáp. Không có người nào tranh giành với ngươi. Lăng Hàn vỗ vỗ vào vai của Thích Tùy Phong, sau đó đi nhanh rời khỏi đó. Đến lúc nhận thưởng, Danh hiệu đứng đầu khen thưởng là do một quản gia phủ thành chủ tự mình phát ra. Thời điểm hắn đưa phần thưởng đến trong tay Lăng Hàn, hắn liếc mắt nhìn Lăng Hàn thật sâu. Tiểu tử, rất có tiền đồ, làm rất tốt, cảm ơn tiền bối. Lăng Hàn nhận phần thưởng, trong lòng vui vẻ. Không biết sau khi ăn vào quả kỳ vân quả này, tinh thần lực của hắn có thể cường đại đến mức thả đám người nữ hoàng ra ngoài hay không. Hắn sốt ruột khó kìm chế nổi, muốn rời khỏi đó. Nhưng hắn còn chưa có đi ra ngoài, liền thấy hai người đã đi tới trước mặt. Liên Tuyết Dung, còn có Tôn Kiếm Phương. Tông chủ đại nhân, Lăng Hàn vội vàng chắp tay hành lễ. Hắn đối với Tôn Kiếm Phương là đặc biệt tôn trọng. Rất tốt, người vô cùng tốt. Tôn Kiếm Phương gật đầu, vỗ vỗ vào vai Lăng Hàn, vẻ mặt tươi cười. Tông chủ, bệnh của ngài đã được tiêu trừ rồi sao? Lăng Hàn hỏi. Đã tiêu trừ, nhưng vẫn là ảnh hưởng tới thọ nguyên. Liên Tuyết Dung nói, hoán huyết cảnh ứng với có thêm vào 30 năm thọ nguyên. Mỗi khi nâng cao một cảnh giới nhỏ, lại có 3 đến 5 năm thọ nguyên tăng lên. Nhưng bởi vì quá trình hoán huyết này đặc biệt bá đạo, sẽ thương tổn nghiêm trọng đến thân thể. Bởi vậy, phần lớn thọ nguyên gia tăng trung hòa ở phía trên kia. Chương 3581, khai thông bên trong thế giới. Trừ khi Tôn tiên sinh có thể ở trong vòng 20 năm đột phá đến cực cốt cảnh. Bằng không, nàng không có nói tiếp nữa, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là Tôn Kiếm Phương đại khái còn có thể sống chừng 20 năm. Tôn Kiếm Phương lại đặc biệt xua đuổi ý nghĩ này, cười nói. Không sao, có thể tới Huyền Bắc Quốc nhìn võ đạo thịnh thế, ta đã rất thỏa mãn rồi. Tiếp theo, vậy mặc cho số phận. Lăng Hàn không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm thề, sau này chắc chắn phải luyện ra đan dược tương ứng, trợ giúp Tôn Kiếm Phương sớm ngày đột phá, hóa giải nguy cơ về thọ nguyên. Nói một lúc sau, Tôn Kiếm Phương và Liên Tuyết Dung liền để cho Lăng Hàn trở lại. Chỉ có điều Liên Tuyết Dung lại bảo Lăng Hàn, 3 ngày sau nhất định phải trở về đội ngũ. Bọn họ có thể phải đi chấp hành một nhiệm vụ. Lăng Hàn đáp ứng, dẫn theo tiểu thị nữ trở lại. Hắn đoán được, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới bái phòng mình. Hắn liền đổi một khách sạn khác, nên uống thuốc, không, nên ăn trái cây. Lăng Hàn mở cái dương ra, bên trong là một cái hộp ngọc, hắn lại mở hộp ngọc ra, bên trong có một quả màu tím đen, không lớn, kích thước giống như hột đào. Lăng Hàn trước nhìn, lại ngửi, quan sát đường vân mơ hồ trên quả. Hắn gật đầu, xác định đây là kỳ vân quả, giống như trong miêu tả. Hắn không do dự nữa, lập tức cầm lấy trái cây ăn. Loại bảo quả này, không cần rửa, trời sinh không dính bụi trần. Lăng Hàn vốn tưởng rằng quả này rất khó ăn, dù sao hắn ăn xong bảo quả, lại không có nghĩ tới, mùi vị của kỳ vân quả cũng không tệ. Hắn nhai 2 cái, còn muốn ăn thêm, lại phát hiện trái cây đã không còn. Quá ít, Lăng Hàn thở dài, lại nói tiếp, hắn thật ra thực sự một gia hỏa chuyên ăn hàng. Chỉ là một hồi, hắn lại phát giác hiệu quả của kỳ vân quả đã bắt đầu phát huy. Tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng nâng cao. Ban đầu, mức độ tinh thần lực của hắn lớn nhất chính là cầm một cái bút lên. Có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chủ ý này chỉ dùng để khai thông phù văn. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng có thể đồng thời cầm 2 cái bút lên, hơn nữa còn đang nâng cao. Tinh thần lực này cường đại thêm một chút, sao không phải có thể dễ dàng phát động binh khí công kích hay sao? Niệm lực vô hình. Hơn nữa không giống với 2 bàn tay, sẽ giới hạn ở bên trong thân thể. Niệm lực có thể phóng ra, thậm chí phát động công kích từ phía sau lưng, khó lòng phòng bị. Sau này, phải cẩn thận, Lăng Hàn gật đầu, bằng không gặp phải đại sư niệm lực, mặt trước kiềm chế, ở sau lưng lại phát ra tập kích bất ngờ. Chỉ một chút sơ suất tất nhiên sẽ trúng chiêu, thiên địa bảo quả phát huy tác dụng, cũng không cần bản thân Lăng Hàn đi tham dự. Chỉ là hắn cảm thấy tim chợt đập rộn lên, đầu cũng có chút lớn lên. Hình như biến thành kích thước gấp 2 lần, thậm chí còn đang gia tăng, nhưng khi hắn soi gương, lại thấy thật ra cái đầu không hề có chút biến hóa nào. Đây là tinh thần lực nâng cao, chèn ép thức hải, hình thành ảo giác. Sau khoảng gần 1 giờ, Lăng Hàn đã bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ trên mặt nóng lên, mắt đỏ lên, đầu còn có tiếng ong 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 ra, tất cả đều khôi phục lại giống như bình thường. Hắn thử vận chuyển niệm lực, trên bàn, một tập sách nhất thời bay lên lơ lửng, vô cùng quỷ dị. Đây cũng không phải là kình lực phóng ra ngoài hình thành, mà là niệm lực. So với trước đây, cường độ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Một quả kỳ vân quả, hiệu quả rốt cuộc lợi hại như vậy sao? Điều này chỉ có thể nói, nền tảng của ta quá thấp, cho nên mới xuất hiện mức độ nâng cao lớn như vậy. Lăng Hàn gật đầu, hắn tin tưởng lại có một quả kỳ vân quả, mức độ nâng cao của hắn sẽ rất bình thường. Thử lại lần nữa, xem có thể thả bọn họ ra khỏi loạn tinh hay không. Lăng Hàn quan sát bên trong thân thể mình. Sau khi định vị được nữ hoàng, hắn đẩy mạnh qua, muốn lôi đối phương ra. Ai, nữ hoàng lập tức phát ra tiếng quát, tràn ngập uy nghiêm. Nàng lại bước 4 bước, miệng Lăng Hàn không thể nói, chỉ có thể lấy niệm lực khẽ tiếp xúc, truyền đạt niệm tưởng của hắn. Lăng Hàn, nữ hoàng lập tức nói, đây là thân thể Lăng Hàn, nếu muốn nói tới người nào có thực lực có thể mạnh mẽ ảnh hưởng đến nàng ở chỗ này mà không bị nàng phát hiện, vậy chỉ có Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ nhàng phất một cái, biểu thị đồng ý. Ngươi không thể nói chuyện, không thể sử dụng thần niệm nhắn nhủ có đúng hay không? Nữ hoàng nói, nếu như đúng, ngươi lại phất ta 2 cái, nếu như không phải, lại phất ta 1 cái. Lăng Hàn phất động 2 cái, nữ hoàng gật đầu, ngươi bị thương. Lăng Hàn phất một chút, nữ hoàng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, thế giới bên ngoài vô cùng đặc biệt, thực lực của ngươi bị hạn chế sao? Tuy rằng không phải quá đúng, nhưng cũng rất gần. Lăng Hàn phất 2 cái, đại tỷ ở đây nói chuyện với người nào vậy? Thiên Phượng thần nữ đã đi tới. Lăng Hàn, phu quân. Thiên Phượng thần nữ nhất thời kích động, tuy rằng mới từ biệt có vài tháng mà thôi, lại làm cho các nàng lo lắng. Bởi vì Lăng Hàn đi tới chính là một thế giới không biết, ai cũng không biết Lăng Hàn sẽ phải đối mặt với cái gì. Nhất thời, các nàng Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền cũng đều chạy tới. Tinh thần lực của Lăng Hàn còn chưa đủ cường đại, không có cách nào nhắn nhủ ý niệm, cũng không có cách nào khắc chữ trên mặt đất, chỉ có thể thông qua phẩy nhẹ để diễn tả. Chỉ có điều này làm cho Lăng Hàn dâng lên lòng tin mãnh liệt. Hắn tin tưởng, tinh thần lực của hắn mạnh hơn chút nữa, là có thể khai thông cùng người trong thân thể. Cường đại hơn một chút nữa, có thể thả bọn họ ra rồi. Lăng Hàn cùng các nàng giao lưu rất lâu, lúc này mới thỏa mãn kết thúc. Hiện tại, khát vọng của hắn đối với cường đại càng thêm mãnh liệt. Muốn thả mọi người ra khỏi thân thể, điều này chính là cần phải có tinh thần lực. Nếu không có thực lực cường đại, vậy làm thế nào nhận được bảo vật nâng cao tinh thần lực? Xét đến cùng, tất cả đều phải dựa vào thực lực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mang theo tiểu thị nữ đi từ Tâm Dược Đường. Tiếp theo, hắn muốn đi Huyền Thanh Kỳ, để cho Hoán Tuyết một đại cô nương rời đến nơi toàn bộ chỉ là nam nhân, hắn cũng lo lắng. Hơn nữa điều này cũng không phù hợp với quy định, chưa nghe nói qua người nào còn có thể dẫn ra quyến tiến vào trong quân doanh. Chương 3582, nhiệm vụ thứ nhất. Cho nên, hắn quyết định khiến cho Hoán Tuyết ở tại Từ Tâm Dược Đường. Dù sao có 3 loại thuốc hắn phải tham dự chia hoa hồng. An bài một người nhìn cũng là chuyện rất bình thường. Mặt khác, theo tầm quan trọng của Từ Tâm Dược Đường được nâng cao, phủ thành chủ cũng sẽ lưu ý, không có khả năng để cho người nào tới phá hủy nơi này đi. Ở đây, an toàn. Lăng Hàn dẫn theo Hoán Tuyết đi tới dược đường, nói rõ ý đồ đến. Sau đó, Mạc Quốc Hào tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn sẽ chăm sóc thật tốt cho Hoán Tuyết. Ở chỗ này đợi 2 ngày, Lăng Hàn tất nhiên sẽ gặp phải Trung Dương Tất. Nhìn biểu tình Trung Dương Tất kia, chà chà, thực sự coi hắn thành kẻ thù. Lợi dụng 2 ngày này, Lăng Hàn mua xong nguyên liệu, dự định mau chóng đem lấy ra sát trận Hoán Huyết cảnh này. Nhưng nhất thời hắn cũng thể vội vàng được, lại ở trong Huyền Thanh Kỳ chỉnh sửa. Sau khi xử lý xong những chuyện thượng vàng hạ cám, thời gian 3 ngày cũng qua. Lăng Hàn liền cầm theo một cái túi lớn, xuất phát về phía doanh địa Huyền Thanh Kỳ. Hắn cảm thấy vô cùng xúc động, nếu có một pháp khí không gian thì tốt biết bao. Hiện tại, nhìn thế nào hắn cũng giống như là một tên trộm vặt vừa hành án xong. Tiến vào doanh địa Huyền Thanh Kỳ, Lăng Hàn được nhiệt liệt hoan nghênh. Đánh bại Thác Bạt ở Thiên Hoang, thắng được danh hiệu đứng đầu trong cuộc thi đấu luận võ lớn, châu bò. Thật vất vả, Lăng Hàn mới rời khỏi đoàn người, thả món quà trong tay xuống. Trong những cái túi lớn này có rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lăng Hàn tiếp tục nghiên cứu tập luyện trận văn trung giai. Trận văn này thực sự là một loại khó giải quyết, sau khi học xong sẽ tự biến mất khỏi bên trong đầu. Nhưng ở thời điểm vẽ ra, lại cần phải tiến hành tổ hợp mấy trận văn thậm chí là 10 mấy trận văn. Không thể nghi ngờ, điều này khiến cho độ khó tăng lên rất nhiều lần. Hơn nữa, trận văn trung cấp còn không có đơn giản như vậy. Không chỉ có yêu cầu rất cao đối với nguyên liệu của trận văn, hơn nữa đối với kiến thức cũng giống như vậy. Kiến thức bình thường, không làm được, chí ít cần dùng đến máu của Hoán Huyết cảnh. Hơn nữa có chút trận cơ còn có yêu cầu đặc biệt đối với chủng loại, giống như muốn bố trí trận pháp loại hàn băng, lại cần dùng đến máu của các loại yêu thú như băng lang, hàn mãng. Bố trí trận pháp xí viêm lại cần dùng đến máu của các loại yêu thú hỏa diễm. Lăng Hàn muốn bố trí sát trận này thật ra không yêu cầu cao như vậy. Chỉ cần là máu của Hoán Huyết cảnh là được, nếu thật sự muốn nói có yêu cầu gì, đó chính là cần máu càng mới càng tốt. Chỉ có điều, hiện tại ta hình như cái gì cũng thiếu. Lăng Hàn thở dài, trận pháp trung cấp cần dùng đến trận cơ chân quý dị thường. Mấu chốt là còn mua không được, ngay cả ở chỗ của Ngưu lão đầu cũng không có hàng tích trữ, chỉ có thể đi hiệp pháp trận đạo làm. Nhưng hắn cũng không phải là hiệp hội của trận đạo, sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Thôi đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn tạm thời làm quen với trận văn, nghiên cứu đan đạo đã. Cái này chỉ cần có dược liệu là có thể chế luyện, hình như sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Không đợi Lăng Hàn bắt đầu vui vẻ bế quan, hắn đã bị Liên Tuyết Dung gọi qua. Không chỉ là hắn, còn có tất cả thành viên của tiểu đội thứ 7. Cho các ngươi một nhiệm vụ, Liên Tuyết Dung nghiêm nghị nói, bảo đảm hoàn thành. Đám 9 người Đường Hải lập tức lớn giọng hô tô, Lăng Hàn thì thầm trong miệng, cần phải lớn tiếng như vậy sao? Hắn cũng nói theo, bảo đảm hoàn thành, đặc biệt không ăn nhịp. Liên Tuyết Dung gật đầu, tục truyền, trong Thiên Liên Sơn xuất hiện một con yêu thú. Chắc là thập nhị mạch, thường xuyên ra khỏi sơn làm hại dân trong trấn ở bốn phía xung quanh. Các ngươi đi tìm nó, tiêu diệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 9 người Đường Hải lai lớn tiếng kêu lên, dựa vào, Lăng Hàn thở dài, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn rất không ăn nhịp, đi đi, Liên Tuyết Dung phất tay một cái. 10 người Lăng Hàn đi ra khỏi gian phòng của Liên Tuyết Dung. Mỗi người đều lộ ra biểu tình thoải mái. Ban đầu, muốn giết chết một con yêu thú thập nhị mạch cần phải tiêu tốn khí lực rất lớn. Thậm chí có khả năng xuất hiện thương vong. Đường Hải cười nói, chỉ có điều, lần này có Lăng Hàn gia nhập, chính là chuyện nhỏ. Tất cả mọi người đều cười. Chiến lực của Lăng Hàn vượt qua xa thập nhị mạch, cho dù là 9 người bọn họ cùng tiến lên, chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Đúng vậy, nếu như Lăng Hàn có thể tới sớm một chút, Lỗ đội phó cũng sẽ không chết. Trương Hồng Lãng cảm thấy vô cùng xúc động, nói, đội phó ban đầu của bọn họ chính là ở một trong lần hành động thanh tiêu yêu thú bất hạnh gặp nạn. Tâm tình của mọi người nhất thời đều xuống thấp, đối với bọn họ mà nói, tình chiến hữu có khả năng không thể so sánh cùng tình cảm với cha mẹ, nhưng ái tình của nam nữ còn kém hơn. Được rồi, không nói loại chuyện thương cảm này nữa. Thu thập hành trang một chút, sau nửa giờ chúng ta xuất phát. Đường Hải phất tay, vâng, đội trưởng, mọi người lại cùng hô lên. Lăng Hàn mở miệng, dựa vào, lại không ăn nhịp. Sau nửa giờ, 10 người đều thu thập xong hành trang, chuẩn bị xuất phát. Đường Hải dẫn đội, 9 người đi theo, Lăng Hàn lại đi ở phía sau cùng, bởi vì hắn là đội phó. Mục tiêu của bọn họ là Thiên Liên Sơn, cách Hổ Cứ Thành cũng không gần. Theo cước trình của bọn họ, người bình thường đi đường cần phải mất 10 ngày. Thật ra, nếu như địa phương bọn họ đi tới không phải là Thiên Liên Sơn, vậy lên trực thăng bay thẳng qua chỉ cần 1-2 ngày. Nhưng từ sau khi thiên địa biến hóa kịch liệt, rất nhiều núi lớn đều phát sinh biến hóa không hiểu nổi. Các máy bay căn bản không thể tới gần, nếu không sẽ lại đột nhiên mất đi động lực, từ trên bầu trời rơi xuống. Từ độ cao mấy trăm thước rơi xuống, bảo đảm mỗi một thông mạch cảnh sẽ nát xương bấy thịt. Cho nên, nếu như muốn bay qua, liền cần phải đi một đường vòng quanh núi. Tính thời gian như vậy cũng không ít hơn được bao nhiêu. Như vậy dứt khoát tránh phiền toái, trực tiếp sử dụng 2 cái đùi, coi như là rèn luyện. Dĩ nhiên, nếu như xuất động loại không hám như của Liên Tuyết Dung, vậy sẽ lại khác. Hoàn toàn không bị quấy nhiễu, có thể bay được rất bình ổn. Nhưng chỉ đi tiêu diệt một con yêu thú thập nhị mạch, cần phải xuất động không hám sao. Chương 3583, truy tìm tung tích. Một đường đi về phía tây, xuyên qua núi lớn, sông lớn. Sau khi thiên địa dị biến, sông biến hóa rõ ràng nhất. Ban đầu con sông rộng hơn 10 trượng cũng có thể biến thành chiều rộng vài dặm. Thậm chí xuất hiện con sông lớn siêu cấp rộng tới vài trăm dặm. Cũng không biết vì sao, nước của con sông lại có thể không có khô cạn. Đây là cảnh nổi của Huyền Bắc Quốc. Hiện nay thánh thượng vô cùng anh minh, phân công hiền thần, kỷ cương pháp luật rõ ràng, bách tính sinh hoạt ổn định vui vẻ. Bởi vậy tuyệt đối không có ai bị buộc làm giặc, làm chuyện buôn bán không tiền vốn. Đương nhiên cũng có vài người trời sinh tàn nhẫn, không cần ép mình đã đi lên trên con đường kia. Cho nên, nhiệm vụ của Huyền Thanh Kỳ chính là tiêu diệt những cường đạo này, mặt khác lại là tiêu diệt yêu thú. Một đường rất thái bình đi đến Thiên Liên Sơn, Lăng Hàn nhìn ra phía xa, cái tên Thiên Liên Sơn thật là vô cùng phù hợp với tình cảnh. Từng ngọn núi đứng sừng sững, giống như từng đóa hoa sen nở rộ. Chỉ là, chỗ này cũng quá lớn, Thiên Liên Sơn thật sự rất lớn, số lượng ngọn núi đã lên tới hàng nghìn. Muốn dựa vào 10 người lục soát toàn bộ khu vực một lần, vậy cần phải mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, cho dù biết con yêu thú kia ở ngọn núi nào, nhưng nó chỉ cần tìm một chỗ kín đáo để trốn, muốn tìm ra nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đoàn người Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tới mức không có đầu óc, trực tiếp đi lục soát núi. Bọn họ dự định đi tới thôn trang hoặc là trấn nhỏ gần đây trước, tìm hiểu tình huống một chút. Bởi vì bọn họ ngay cả con yêu thú này có dáng vẻ thế nào, còn không biết được rõ ràng. Vậy làm sao có thể tìm được? Xung quanh Thiên Liên Sơn có rất nhiều thôn trang và thôn trấn. Bởi vì Thiên Liên Sơn sản xuất ra nhiều dược liệu, Đối với người hái thuốc mà nói, đây là một chỗ bảo địa. Đồng thời là tốn thời gian tìm thuốc, thu hoạch ở đây lại cao hơn so với ở nơi khác gấp mấy lần. Lâu ngày, ở đây lại hình thành rất nhiều thôn trấn loại hình trung chuyển, loại hình giao dịch, cung cấp và nơi người hái thuốc, thương nhân nghỉ ngơi và giao dịch. Đoàn người Lăng Hàn đi tới một địa phương tên là Tam Minh Trấn. Vừa nhìn liền biết, nơi đây vừa mới trải qua một tai họa. Khắp nơi đều là nhà ở sụp đổ, một mảnh phế tích. Đây là do bị yêu thú chà đạp qua hay sao? Trong thành chết không ít người, hơn nữa còn là chuyện đã xảy ra trước đây không lâu. Có thể ngửi thấy được mùi máu tươi rất nồng, cũng có thể nhìn thấy được ở trong đống đổ nát, có rất nhiều người đang dọn dẹp tường đổ, ngói vỡ, mang người thân tử vong từ bên trong ra. Đám người Đường Hải nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mắt không khỏi đỏ ửng lên. Bọn họ đều là dân chúng sinh ra, cả nhà có khả năng cũng ở trong một trấn nhỏ, thôn nhỏ, đặc biệt có cảm giác đồng cảm. Súc sinh đáng chém ngàn đao này, Liễu Kinh cắn răng nói, gân xanh trên trán giật mạnh. Ta phải đi giết nó. Trương Hồng Lãng rút đao, giết, 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 những người khác cũng đều rút binh khí ra. Đường Hải đè tay, nói, không nên vọng động, đi hỏi thăm tình hình một chút trước đã. Bọn họ đi hỏi thăm tình hình, kết quả chính là con yêu thú kia tàn sát bừa bãi, tàn hại người vô tội. Theo các dân trong trấn miêu tả, con yêu thú kia hình giống như con hổ, có chiều dài rất kinh người, đạt tới khoảng 3 trượng. Nhưng khác nhau chính là, trên người nó không có lông, mọc đầy những thứ giống như là rễ cây vậy. Ở trong bóng tối, nó còn có thể phát sáng. Chính là vào đêm qua, con yêu thú này nhân lúc trời tối tập kích, tạo thành phá hủy cực lớn đối với trấn nhỏ, nhà sụp đổ, người chết vô số. Nhà ở đây tuy rằng rất vững chắc, nhưng làm sao có thể chống lại lực lượng công kích của thập nhị mạch cao tới 10 vạn cân. Một con yêu thú mà thôi, đã khiến cho sinh linh ở đây đổ thán. Buổi tối mới qua một thời gian, con yêu thú kia chắc hẳn là đang ở gần đây. Chúng ta đuổi theo, nhưng khắp nơi là núi là đá, đuổi theo thế nào? Đám người Đường Hải vô cùng phẫn nộ, nhưng không biết nên đi thế nào để tìm được con súc sinh đáng chết kia. Ta có lẽ có biện pháp, Lăng Hàn đột nhiên nói. Đội phó, người có biện pháp gì vậy? Tất cả mọi người đều nhìn lại. Từ xa khi Lăng Hàn đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang, bọn họ liền có một loại tín nhiệm không hiểu đối với Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy ra một cái hộp ngọc, lại thử một chút, hắn mở hộp ngọc ra. Bên trong là một con cóc xanh ngọc, Lăng Hàn có được nó từ chỗ Lý Trường Đan. Trải qua thời gian lâu như vậy, Lăng Hàn cuối cùng cũng hiểu rõ rốt cuộc phải triển khai hoạt động như thế nào. Thảo nào trước đây đám người Lý Trường Đan bọn họ luôn có thể đuổi theo phía sau cái mông của hắn. Con cóc màu xanh ngọc cảm ứng một chút, hướng về một phía kêu lên 2 tiếng. Hướng này, Lăng Hàn chỉ vào hướng kia nói, tất cả mọi người là tặc lưỡi lấy làm kỳ, điều này cũng quá thú vị đi, một con cóc lại còn biết truy tìm tung tích của mục tiêu. À, nó cả ngày bị nhốt ở trong hộp, sẽ không chết đó chứ. Mọi người lên đường xuất phát, sau khi đi ra khỏi trấn nhỏ, cứ đi được một đoạn đường, Lăng Hàn sẽ lấy ra con cóc màu xanh ngọc ra tiến hành điều chỉnh vị trí. Nhưng đến sau buổi trưa, phương hướng này lại không có từng biến đổi qua. Có lẽ là con yêu thú kia chạy đã mệt, ở chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút. Tiểu đội đi rất nhanh, mỗi người đều tràn ngập phẫn nộ, bộ dạng muốn lập tức giải quyết con súc sinh cùng hung cực ác này. Sau hơn 3 giờ trèo đèo lội suối, bọn họ đi tới một lối vào hẻm núi. Từ chỉ dẫn của con cóc màu xanh ngọc kia có thể thấy, con yêu thú kia chắc hẳn là đang ở bên trong. Bọn họ vừa muốn đi vào, Lăng Hàn lại đưa tay ngăn cản, nói. Có tình huống, lập tức, 9 người Đường Hải đều làm ra tư thế cảnh giới. Vẫn rất cẩn thận, một âm thanh đột nhiên truyền ra. Ai, Đường Hải lớn tiếng nói. Một nam tử trung niên từ phía sau một tảng đá lớn đi ra. Dáng người hắn trung bình, tóc lại buộc thành bím tóc hơn 100 đường. Cái này còn chưa phải là điểm kỳ quái nhất, bởi vì trên mỗi bím tóc lại còn ghim một cái chuông nhỏ. Như vậy cũng thật hay. Hắn đi một bước, đinh đinh đang đang. Những cái chuông trên đầy đầu lại phát ra những tiếng kêu liên tiếp. Chúng ta chính là tiểu đội thứ 7 dưới cờ Huyền Thanh Kỳ tại Hổ Cứ Thành của Huyền Bắc Quốc, nhận lệnh diệt trừ yêu thú. Đường Hải nói lên thân phận của đoàn người mình trước, sau đó quát to. Chương 3584, 3 người kỳ quái 1. Ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Hóa ra đã kinh động tới Hổ Cứ Thành. Nam tử tóc bím kia lẩm bẩm nói, sau đó chỉ vào đầu của mình. Các ngươi có thể gọi ta là tiên sinh tóc bím. Phụt, không phải cô nương tóc bím sao? Lại một âm thanh khác vang lên. Chỉ thấy ở trên tảng đá lớn bên cạnh nam tử tóc bím, chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một nữ tử mặc áo đỏ như máu. Dáng vẻ nàng chỉ có thể xem như là bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác trang điểm dày, một cái miệng máu đỏ tươi to như chậu, giống như cái mông khỉ. Nàng vẫn không tự giác, ở một bên chân tay uốn éo, làm ra tư thế nũng nịu. Bà Tám đáng chết, ngươi lăn xa một chút, nam tử tóc bím hét lớn, gào cái gì mà gào, ta sợ ngươi sao? Nữ tử áo đỏ hai tay chống nạnh, lưng áo kích thước không có gì rõ ràng, lại muốn làm ra một bộ dạng nàng rất thon thả. Tất cả mọi người có một cảm giác muốn nôn, dáng vẻ nữ nhân này cũng quá kịch cỡm, các ngươi rốt cuộc là ai? Đường Hải lớn tiếng hỏi, không cần phải quan tâm chúng ta là ai, các ngươi chỉ cần biết một điểm là đủ rồi. Nam tử tóc bím xoay đầu lại, ở đây chính là cấm địa, các ngươi không được đi vào. Nực cười, trong thiên hạ đều là lãnh địa của Huyền Bắc Quốc. Đường Hải cười lạnh, chúng ta chính là đại biểu cho triều đình, khắp thiên hạ, có chỗ nào không thể tiến vào? Cô nương tóc bím, ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa. Giết chết bọn chúng là được, nữ tử áo đỏ kêu gào nói, mỗi ngày làm ổ ở trong núi quá buồn chán, khó lắm mới có được vài người qua chơi cùng chúng ta, tất nhiên phải chơi nhiều thêm một lát. Đầu lưỡi nam tử tóc bím liếm lám, lộ ra ánh sáng khát máu. Nữ tử áo đỏ lắc lắc cái mông lớn, còn không phải có ta ở cùng ngươi sao, chỉ cần ngươi nói một tiếng, người ta cái gì cũng có thể nguyện ý làm. Phụt, nam tử tóc bím nhất thời làm ra bộ dáng nôn mửa. Ngươi không nên khiến ta buồn nôn có được hay không? Có tin ta giết ngươi trước hay không? Đừng nói là hắn, chính là đám người Lăng Hàn cũng cảm thấy muốn ói. Vèo vèo vèo, nhưng vào lúc này, hơn 10 mũi tên đột nhiên từ trong rừng cây bay ra, bắn về phía 10 người Lăng Hàn. Tốc độ của những mũi tên này quá nhanh, chỉ là một thoáng, đã bắn tới trước người đám người Lăng Hàn, hơn nữa. Gần như là 180 độ phía trước mặt đều có mũi tên bắn tới, vô cùng dày đặc, không có nổi mấy góc chết. Lui lại, Đường Hải hét lớn một tiếng, ai có thể nghĩ tới, nam tử tóc bím và nữ tử áo đỏ nhìn như nội chiến, nhưng chỉ là khiến cho đám người Lăng Hàn mất cảnh giác. Chờ tới khi bọn họ lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hoặc là lực chú ý có hơi chút thả lỏng, công kích lại đột nhiên đến. Điều này rất đột nhiên, tuy rằng Đường Hải giống lên một tiếng, nhưng không phải mỗi người đều có thể lập tức làm ra hành động lui về phía sau. Lăng Hàn tiến lên trước một bước, ngưng quyền đánh ra. Lực lượng khủng khiếp đánh ra, dưới kình lực phóng ra ngoài, lại giống như thực chất. Phút 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 phút, những mũi tên bắn tới ở dưới một quyền của hắn, đều rơi xuống đầy đất. Dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép, cái gì cũng chỉ là vô nghĩa. Lợi hại, nam tử tóc bím lẩm bẩm nói, còn rất đẹp trai, nữ tử áo đỏ đưa hai tay lên che mặt, làm ra dáng vẻ e thẹn. Lại có thể một người cũng chưa chết, trong rừng cây truyền ra âm thanh của người thứ ba, dựa vào, điều này cũng quá không nể mặt ta. Lại một lần nữa, vèo vèo vèo, lại là một đợt tên bắn qua, lúc này tất cả mọi người đã có chuẩn bị, đều di chuyển binh khí trong tay chống đỡ. Leng keng keng, bọn họ gạt những mũi tên xuống, chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dại. Phía trên mũi tên kia mang theo lực lượng đặc biệt kinh người. Nhưng chính là như vậy, khiến bọn họ càng chấn động kinh ngạc hơn. Lăng Hàn có được lực lượng cường đại tới mức nào, có khả năng một quyền lại phá hết tất cả mũi tên trong đợt bắn thứ nhất. Đám gia hỏa các ngươi thế nào lại không chết một người nào? Một nam nhân dáng vẻ thấp bé từ trong bụi cây vọt ra. Tóc hắn lộn xộn, giống như ổ gà. Hắn căm tức nhìn 10 người Lăng Hàn. Vương Bách thắng ta 2 lần ra tay, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có nhìn thấy. Chẳng phải là làm giảm uy danh của ta sao? Đám người Đường Hải đều là quân nhân, có kỷ luật nghiêm ngặt, chỉ có thể ra tay đối với người phạm tội. Bởi vậy, trước đó nam tử tóc bím, nữ tử áo đỏ tuy rằng nói năng lỗ mãng, nhưng bọn họ đều có thể nhịn xuống. Nhưng bây giờ lại khác, có người ra tay về phía bọn họ. Thậm chí có mục đích là giết chết bọn họ, điều này coi như là khiêu khích về phía Huyền Bắc Quốc. Tuyệt đối không thể tha thứ, theo luật lệ của đế quốc, giết. Đường Hải dùng kiếm chỉ vào Vương Bách Thắng, hét lớn. Giết, đám người Liễu Kinh đều dùng vũ khí chỉ về phía Vương Bách Thắng, quát lớn. Bọn họ lập tức xông qua, Lăng Hàn không hề chuyển động, Vương Bách Thắng cũng chính là thập nhị mạch. Đường Hải mọi người đủ khả năng để ứng đối, hắn chỉ cần chú ý tới nam tử tóc bím và nữ tử áo đỏ là được. Người lùn đáng chết, ngươi không thể khiến cho cơ quan lợi hại hơn một chút sao? Nam tử tóc bím kêu lên, thời gian quá ngắn, không kịp. Vương Bách Thắng vừa vung đao cùng đám người Đường Hải chiến đấu kịch liệt, lại vừa kêu lên. Người hắn lùn, nhưng đao lại là còn muốn dài hơn so với người, có vẻ đặc biệt chẳng ra cái gì cả. Nhưng khi hắn vung vẩy thân đao, một kình phong gào thét. Thế đao vô cùng mạnh mẽ, cho thấy lực lượng của hắn cực kỳ ngang ngược. Leng keng, tiếng binh khí va chạm vang lên bên tai không dứt. Mỗi người ở đây đều đã ngoài cửu mạch, đều có thể phóng kình lực ra ngoài. Bởi vậy, chiến đấu không chỉ là binh khí va chạm. Một quyền một chưởng một bước đều không thể bỏ qua, đều có lực lượng đánh ra. Chiến lực cá nhân của Vương Bách Thắng rất vô cùng cao minh. so với Đường Hải còn mạnh hơn một khoảng cách lớn, chắc hẳn một đánh hai hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng tiểu đội thứ 7 tổng cộng có 9 người, lực lượng liên thủ khẳng định vượt quá 2 lần Vương Bách Thắng. Bởi vậy, qua không được mấy chiêu, Vương Bách Thắng lại rơi vào hạ phong. Người lùn đáng chết, có cần giúp một tay hay không? Nữ tử áo đỏ cười nói, phi, lão tử mới không cần ngươi giúp, ngươi lại muốn lừa gạt lão tử lên giường. Vương Bách Thắng phì một chút, sau đó rát cổ họng nói. Chương 3585, ba người kỳ quái 2. Tóc bím, mau tới chợ giúp ta. Ta nhổ vào, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu anh dũng bất khuất. Nam tử tóc bím cười hắc hắc, được, không chơi nữa, để tránh đêm dài nhiều mộng. Hắn đi nhanh về phía chiến đoàn, đinh đinh đang đang, từng âm thanh vang lên, một đạo kinh lực khủng khiếp xẹt qua ở trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể không dừng lại bước chân. Nam tử tóc bím kinh ngạc nhìn lại về phía Lăng Hàn. Vừa rồi chính là Lăng Hàn ra tay, ngăn cản hắn tiến lên phía trước. Hai người các ngươi ở chỗ này thành thật chờ đợi đi. Lăng Hàn nói, tiểu ca đẹp trai, ta có thể chơi với ngươi. Nữ tử áo đỏ nhảy qua, lắc cái mông lớn, khiến người ta muốn nôn mửa. Ban đầu Lăng Hàn thầm nghĩ trấn áp trận, do Đường Hải bọn họ tới từng người đối phó với ba người này. Nhưng bị nữ tử áo đỏ làm cho buồn nôn như vậy, hắn cũng không nhịn được nữa. Hắn chợt bước về phía trước, sau đó chính là một quyền đánh ra. Rõ ràng vẫn là cách xa với khoảng cách 3 trượng, nhưng sắc mặt nữ tử áo đỏ lại đại biến. Trong cơ thể phát ra tiếng vỡ nát, toàn thân cũng ngang bay ra ngoài, ở trên trời vẽ một đường vòng cung, sau đó nàng nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân lại có thể đều làm nát thịt, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cỏ nhỏ dưới thân. Năm sau nhất định sẽ lớn lên rất mập. 38 đáng chết, 38 đáng chết, nam tử tóc bím kêu lên, nhưng trả lời hắn, chỉ có vết máu khuếch tán ra càng lúc càng lớn. À, 38 đáng chết lại có thể bị một quyền đánh chết. Trong lòng nam tử tóc bím kinh hoàng. Tuy rằng bọn họ chỉ có 3 người, nhưng cũng không e ngại đám người Lăng Hàn nhiều người. Bởi vì 3 người bọn họ không chỉ đều là thập nhị mạch, hơn nữa nếu so với thập nhị mạch bình thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đội viên của Huyền Thanh Kỳ sao? Bọn họ biết rất rõ, tiểu đội cũng chỉ có một đội trưởng là thập nhị mạch. Những người khác đều chỉ là thập nhất mạch, thập mạch. Cho nên, 3 người bọn họ liền có thể dễ dàng trấn áp, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Nhưng mà, sự thực lại tàn khốc đến như vậy. Một quyền lại giết chết trong nháy mắt, đây là hạng thực lực khủng bố, khiến cho hắn chỉ vừa nghĩ tới, lại cảm thấy có mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống. Vội vàng chạy trốn, bằng không chính là đi tìm chết. Lăng Hàn mỉm cười, khuyên ngươi một câu, không muốn lập tức chết, ngàn vạn không cần làm vậy. Nam tử tóc bím cười gượng một chút, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý niệm trốn chạy. Nam tử trẻ tuổi trước mặt này gây ra cho hắn áp lực thật đáng sợ. Hắn cảm giác, nếu như mình thật sự được chạy trốn, tuyệt đối không thoát khỏi kết quả bị giết chết trong nháy mắt. Mình rõ ràng cũng là thập nhị mạch, nói đi, các ngươi tại sao lại muốn ở chỗ này? Lăng Hàn hỏi, trong mắt của nam tử tóc bím xoay chuyển nhanh chóng. Một lát sau, hắn mới thận trọng nói, ta có thể không nói hay không? Không được, Lăng Hàn lắc đầu, không nói sẽ như thế nào? Hắn lại hỏi, chắc hẳn là, khả năng có lẽ sẽ không kém hơn nàng bao nhiêu đâu. Lăng Hàn chỉ vào nữ tử áo đỏ nằm trên mặt đất, nói. Nam tử tóc bím suy nghĩ một chút, thở dài, nói. Vậy ta vẫn lựa chọn. Vèo, hắn chợt xông tới, giơ tay một cái. Chính là một tờ giấy bay ra. Sau đó lập tức có ánh sáng màu đen đột ngột phát ra, hóa thành một con báo săn màu đen, nhanh chóng nhào về phía Lăng Hàn. Tốc độ này thật nhanh, chỉ là một thoáng nó đã đến trước mặt của Lăng Hàn. Lăng Hàn lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Uy lực của binh phù này cũng không chịu nổi một đòn của thập nhị mạch. Hắn biết, mục đích của nam tử tóc bím mục chính là muốn chạy trốn. Thực sự là si tâm vọng tưởng, một quyền của hắn đánh ra, con báo săn màu đen này lập tức bị hắn chấn động tới mức nát bấy. Tấm giấy bùa liên quan kia cũng phân ra thành 2 nửa, nhanh chóng ảm đạm xuống. Ngươi là yêu quái sao? Trong lòng nam tử tóc bím thầm kêu lên, hắn biết Lăng Hàn đáng sợ, nhưng không đến mức cường đại đến trình độ như vậy chứ. Hắn vội vàng gia tăng tốc độ chạy đi, nhưng hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Một búng máu lại phun tới, sau đó hắn ngã nhào xuống đất, rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn. Lăng Hàn gãi đầu nói, lỡ hơi mạnh tay chút đánh chết rồi, nhưng không sao, còn một người sống. Lăng Hàn nhìn hướng Vương Bách Thắng lùn, sau đó há miệng to lớn. Vì Lăng Hàn nhìn thấy Vương Bách Thắng bị nhóm Đường Hải loạn nhẫn chém chết. Chết tiệt, không chừa một người sống, giờ làm sao thẩm vấn? Trương Hồng Lãng khen, phó đội trưởng thật lợi hại. 9 người chúng ta mới chỉ đánh chết 1 người mà phó đội trưởng đã giải quyết hết 2. Phó đội trưởng oách quá, phó đội trưởng số 1, đám người đua nhau nịnh hót nhưng cũng là lời nói thật. Lăng Hàn khẽ thở dài, người đã bị các ngươi giết thì tìm ai tra hỏi, cả đám nhăn mặt, lo đánh xung quá quên chừa người sống, bên phó đội trưởng còn 2 người, chúng ta cứ nghĩ giết người này không sao. Ai ngờ phó đội trưởng giải quyết mau quá vậy, tóm lại là 3 người đã chết, không chừa một người sống. Đường Hải nói, lục tìm trên người bọn họ xem có manh mối gì không. Bọn họ tìm kiếm nhưng không có thứ gì hữu dụng, kỳ lạ, bọn họ có quan hệ gì với yêu thú? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta đi vào? Không lẽ con yêu thú này là bọn họ nuôi? Không thể nào, một là không ai mất trí phát cuồng như vậy, hai là bọn họ chỉ là thập nhị mạch, chắc không đến mức có thể nuôi yêu thú thập nhị mạch. Thôi kệ, chúng ta giải quyết con yêu thú kia trước đi. Cả đám gật đầu, đây là mục tiêu hành động lần này của họ, còn về thân phận của 3 người kia thì sau này từ từ điều tra. Bọn họ không dám khinh thường, bày ra trận hình tấn công đi vào hiệp cốc. Hiệp cốc tĩnh lặng, cây cối rậm rạp, cỏ mọc tùm nhưng không có tiếng côn trùng kêu, không tiếng chim hót, không tiếng thú gầm, tựa như một thế giới giả. 10 người nhỏ giọng nhắc nhở đồng đội, quỷ dị, cẩn thận, hiệp cốc rất lớn, vì nhiều cây cối che mất tầm mắt, chỉ thấy khoảng 30 trượng. Nhìn kỹ cây nghiêng ngã trái phải chừa ra một con đường là biết từng có vật khổng lồ nghiền qua. Là con yêu thú đó, bọn họ không ngừng tiến lên, chốc lát sau một hồ nước đập vào mắt. Hồ nước rất to, không có gió núi thổi, không có cá lội nên mặt hồ trơn như gương. Bọn họ liếc nhau, thu về tầm mắt tiếp tục men theo dấu vết nghiền áp. Chương 3586, nổi điên, mọi người đã quẹo một vòng, Trương Hồng Lãng vẫn đi đường thẳng. Đám người Đường Hải tưởng Trương Hồng Lãng định đi rửa tay hay uống nước nên không để ý, cho rằng tên này không tuân theo kỷ luật, tự tiện rời đội. Nhưng rất nhanh bọn họ thấy lạ, Trương Hồng Lãng đến bên hồ nhưng không ngừng lại mà đi tiếp, đôi chân đã đạp vào trong nước, rồi mặt nước đến đầu gối, lên bụng. Tiểu tử này làm gì vậy, muốn bơi lội sao? Đường Hải la lên, Trương Hồng Lãng, nhưng Trương Hồng Lãng không đáp lại, gã từng bước đi tới trước, không nổi lên mà mặc cho nước dâng cao bờ ngực, vẫn tiếp tục lên nữa. Có chuyện gì, đám người Đường Hải vội vàng xông ra ngoài nhảy vào nước kéo Trương Hồng Lãng về. Kỳ lạ là Trương Hồng Lãng bị mọi người kéo về nhưng 2 chân vẫn cứ hô tới trước. Trương Hồng Lãng, tiểu Trương, đám người kêu gọi nhưng Trương Hồng Lãng như không nghe thấy, 2 chân không ngừng quẫy đạp, tay quơ quào đằng trước, có khi hụp đầu xuống, bộ dạng giống như gã đang đi trong rừng rậm. Bị quỷ mê hồn, Đường Hải nói, đánh tỉnh hắn đi, bốp bốp bốp, bọn họ tát mặt Trương Hồng Lãng, nhưng gã không có phản ứng gì, vẫn hùa tay giơ chân. Đám người hoang mang, sao tiểu tử này đột nhiên bị bệnh điên? Lăng Hàn cũng thấy lạ, vì sao đột nhiên bị bệnh? Bỗng Trương Hồng Lãng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi giơ cú đấm đánh tới trước. Liễu Kinh vội né qua, Trương Hồng Lãng, làm gì vậy? Tuy Liễu Kinh là thập nhất mạch nhưng nếu bị thập mạch đánh chúng sẽ chịu tổn hại nặng. Trương Hồng Lãng như nổi điên, gã rút kiếm chém lia lịa. Trương Hồng Lãng điên cuồng, mọi người khó ngăn cản, sợ bị thương gã, bọn họ đành lùi lại né đòn. Trương Hồng Lãng còn dùng lực lượng chồng chất, trong phút chốc cực kỳ bá mãnh. Nhưng tiêu hao như thế khiến gã nhanh chóng dùng hết lực lượng, mới 20 phút Trương Hồng Lãng đã ngồi bệt dưới đất. Trương Hồng Lãng bỗng hỏi, đội trưởng, các người còn sống? Mọi người hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên họ sống khỏe rồi, ngược lại tiểu tử này đột nhiên bị bệnh điên. Trương Hồng Lãng siêu kích động ôm trầm Liễu Kinh, khóc ròng nói. Tốt quá, mọi người đều còn sống, tiểu tử này bị bệnh nặng rồi. Lăng Hàn hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Trương Hồng Lãng nghi hoặc hỏi, mới rồi chúng ta gặp con yêu thú, sau đó nhóm đội trưởng bị nó ăn thịt, ta liều mạng chiến đấu suýt chết thì. Mà sao ta ở đây? Tất nhiên chuyện này là ảo rồi, nhưng Trương Hồng Lãng đang mơ giữa ban ngày sao? Hèn gì mới rồi gã căng thẳng quơ quào dữ dội, thì ra tưởng mình kịch chiến với yêu thú. Cư Vĩnh Tư nói, tim đập nhanh chút nhưng còn trong mức độ bình thường. Cư Vĩnh Tư không chỉ là chiến sĩ còn kiêm luôn lính y tế trong đội. Đường Hải hỏi, có chứng bệnh kỳ lạ đột nhiên rơi vào mộng vậy sao? Cư Vĩnh Tư lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Cư Vĩnh Tư chỉ biết mấy cái đơn giản như thanh lý vết thương, gắn xương bẻ khớp. Vút, Liễu Kinh đột nhiên hô kiếm tước cổ Cư Vĩnh Tư. Không ai ngờ đường kiếm này. Bọn họ tuy không cùng họ nhưng thân hơn người nhà, vì là chiến hữu tin tưởng nhau, có thể giao sau lưng cho đối phương. Bây giờ Liễu Kinh đột nhiên xuống tay giết đồng bạn, ai mà ngờ. Mắt thấy sắp tạo thành bi kịch bỗng một cú đấm đánh tới, kiếm của Liễu Kinh bị đánh bay. Đường Hải la lên, Liễu Kinh, người nổi. Chữ điên chưa kịp thốt ra thì Đường Hải ngừng bặt, vì Liễu Kinh giống như Trương Hồng Lãng lúc trước, trạng thái như bị bệnh điên, mặt dữ tợn. Đám người lùi lại, làm sao bây giờ? Trương Hồng Lãng vì hao hết bí lực nên đã bị Đường Hải túm lấy. Khống chế một kẻ phát cuồng thì khó hơn giết chết rất nhiều. Không thích hợp, kiểu này không phải nổi điên mà là bị công kích, là bị trúng độc ảnh hưởng thần trí sao? Nếu bảo một người bị bệnh điên thì còn hiểu được, nhưng hai người cùng điên, cùng một điểm, nổi điên nối tiếp nhau thì không tin được. Chỗ này có thứ gì ảnh hưởng, khống chế Trương Hồng Lãng, Liễu Kinh. Có lẽ là khí thể phát ra từ thực vật, hoặc là con yêu thú. Nên chỗ này mới yên lặng như vậy, không có chim chóc sâu thú gì. Vu Lập Nhân nghiến răng nói, đáng ghét, hại chúng ta tàn sát nhau. Vu Lập Nhân bất đắc dĩ kéo giãn khoảng cách, không đấu cứng với Liễu Kinh, không thì trong nhóm sẽ có người bị thương. Cư Vĩnh Tư la lên, thứ chó chết gì mau ra đây, có giỏi thì đại chiến 300 hiệp với ta này, nhưng chỉ có Liễu Kinh hô đao vù vù, không có con yêu thú nào nhảy ra. Lăng Hàn hành động, hắn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh bật đao phong của Liễu Kinh rồi chặt tay vào cổ đối phương, đánh xỉu gã. Lần này Liễu Kinh ngoan thật sự, nhưng chưa xong, Đường Hải bỗng lộ vẻ mặt dữ dằn ném Trương Hồng Lãng đi rồi giơ đao chém. Cái này, Lăng Hàn vội ra tay nhưng khoảng cách quá xa làm sao bắt kịp. Đừng nói Trương Hồng Lãng đã dùng hết sức mạnh, dù gã còn sức thì trong tình huống không chút đề phòng sao đánh lại Đường Hải. Trương Hồng Lãng không ngăn được, đám người kinh kêu, đội trưởng, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị người mình giết chết sao? Lăng Hàn biết quyền lực không bắt kịp, hắn vận dụng tinh thần lực muốn đánh chệch đao trong tay Đường Hải, nhưng rồi hắn phủ quyết ý tưởng này ngay. Tuy tinh thần lực của hắn đến trung cấp nhưng tối đa chỉ có sức rời vài cuốn sách, làm sao có thể ảnh hưởng một thập nhị mạch. Đúng rồi, Lăng Hàn biến niệm lực thành cây đao xông vào thức hải của Đường Hải. Lăng Hàn tin tưởng Trương Hồng Lãng, Liễu Kinh hay Đường Hải đều bị lực lượng bí ẩn ảnh hưởng thần trí. Về mặt tinh thần thì có lẽ hắn có thể ảnh hưởng Đường Hải. Tinh thần trùng kích không có cự ly, không có thời gian. Ý niệm của Lăng Hàn vừa nổi lên tinh thần lực đã đâm vào thức hải của Đường Hải. Nhưng ý chí âm u, hỗn loạn mà siêu mạnh lập tức đánh hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ rên, niệm lực như thủy triều rút về. Xoẹt, đao chém xuống, máu phun ra, thảm kịch đã xảy ra. Đám người không nỡ xem, bọn họ không muốn thấy thảm kịch chiến hữu bị giết chút nào, nhưng họ vẫn bắt buộc mình mở to mắt. Trương Hồng Lãng, không chết, Đường Hải chém lệch, không trúng cổ Trương Hồng Lãng nhưng chém bả vai trái. Trương Hồng Lãng đau đớn hét thảm. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn đã có kết luận, là tồn tại cường đại khống chế Đường Hải làm gã thấy ác mộng. Trong ác mộng có lẽ Đường Hải cực khổ chiến đấu vì bảo vệ đồng đội của mình. Đáng giận, Lăng Hàn đấm Đường Hải nằm sấp xuống. Chương 3587, tàn sát lẫn nhau. Cư Vĩnh Tư bỗng hú lên, gã như thay đổi con người khác giơ kiếm ngang cổ mình. Khục khục khục, không ngờ đụng phải một người cũng tu luyện tinh thần lực. Đây không phải Cư Vĩnh Tư nói mà là có người khống chế cơ thể gã phát ra tiếng. Giờ ta tự sát, ngươi ngăn được không? Lăng Hàn muốn ra tay nhưng Cư Vĩnh Tư đã cắt cổ, phụt một tiếng máu phun ra, người gã mềm nhũn té xuống đất. Những người khác gầm lên, mắt tóe lửa. Tiểu Cư, bọn họ muốn giết người, nhưng không thấy mặt kẻ địch đã làm bọn họ bị thương, chết người, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lăng Hàn nhướng mày lao ra, bùm 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 bùm, Lăng Hàn tung mấy cú đấm đánh xỉu những người khác. Thế này thì ngươi có thể khống chế ai? Bùm, trong phút chốc niệm lực cực kỳ cường đại xông hướng Lăng Hàn, muốn nhập vào thức hải chiếm cứ ý thức của hắn. Bỗng ngực Lăng Hàn tỏa ánh sáng màu tím, thoáng chốc niệm lực như đụng phải ngọn lửa co rụt về. Lăng Hàn không cần cúi đầu xem cũng biết là mặt dây chuyền phát huy. Công nhận Lý Trường Đan khá may mắn, được đến hai món báu vật là mặt dây chuyền và con cóc màu ngọc. Lăng Hàn lạnh nhạt nhưng kiên định nói, ta đến tìm ngươi. Lăng Hàn bước ra hai bước lần theo dấu vết. Chốc lát sau dấu vết bị nghiền áp đã đến tận cùng, trước mặt Lăng Hàn là một yêu thú kỳ lạ giống con cọp, người không có lông, chỉ mọc xúc các xúc tu dài nửa thước thô to, những xúc tu chớp tắt lúc sáng lúc tối. Kỳ lạ, đây là loại yêu thú gì? Lăng Hàn xông lên, chịu chết đi, ong 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 ong, lại một niệm lực ập đến, nhưng chưa chạm tới Lăng Hàn thì bị mặt dây chuyền trước ngực của hắn phát huy, ánh sáng tím bừng lên đánh bật niệm lực về. Lăng Hàn áp sát, yêu thú vội hô xúc tu quất Lăng Hàn. Trong mắt yêu thú có cảm xúc coi rẻ, chỉ sinh vật trí tuệ mới có cái đó. Bùm, một người một thú va chạm, Lăng Hàn và yêu thú cùng rung lên. Bùm 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 bùm, cây cối xung quanh ngã đổ rầm rầm, mặt yêu thú lộ vẻ giật mình, thấy cảm xúc trên mặt thú thì thật quái dị. Lúc trước yêu thú tràn ngập đùa cợt, nhân loại này tưởng tìm được nó là có thể giết nó sao? Sai rồi, nó không chỉ có tinh thần lực cực kỳ cao minh, sức mạnh thân thể cũng không yếu, đã đến hoán huyết cảnh. Tiểu tử này có báu vật có thể ngăn cản nó khống chế tinh thần, nhưng khi nhân loại này phát hiện chạy đến đây chỉ là chịu chết thì chắc nét mặt rất thú vị. Yêu thú vô cùng mong chờ, nhưng nó không ngờ kẻ giật mình là nó. Một thập nhị mạch sao có lực lượng cường đại như vậy được? Không hợp lý, sau một kích kia Lăng Hàn đã tăng lên niềm tin rất nhiều. Tinh thần lực của con yêu thú này vô cùng đáng sợ, có thể khống chế cơ thể người khác, việc nói tiếng người nghịch thiên như vậy nó cũng làm được. Nhưng, cơ thể của nó không quá mạnh, chỉ cỡ hoán huyết nhất biến sơ kỳ, 20.000 cân lực lượng chống trời. Được rồi, xử lý nó. Lăng Hàn thét dài, hai đấm liên tục vung đánh hướng con yêu thú. Bùm 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 bùm, kinh lực phát ra ngoài của Lăng Hàn rộng đến 3 trượng, rộng hơn bất cứ binh khí nào. Từng đợt quyền ấn vượt qua vận tốc âm thanh, hầu như oanh kích rậm rạp. Trong mắt yêu thú tràn ngập quyền ấn của Lăng Hàn đánh vào nó, rốt cuộc nó lộ chút hoảng loạn. Yêu thú giỏi nhất là khống chế tinh thần, dù cảnh giới cao hơn nó một chút cũng có xác suất rất lớn bị nó khống chế tâm linh trở thành đồ chơi, nó muốn làm gì thì làm. Yêu thú không thể ngờ trên người Lăng Hàn có món báu vật chặn lại nó khống chế tinh thần, hơn nữa tiểu tử này là thập nhị mạch mà lực lượng sánh bằng hoán huyết nhất biến. Trời à, Lăng Hàn đánh túi bụi, Lăng Hàn rất tức giận, còn yêu thú này dám giết người trước mặt hắn, còn dùng kiểu vui đùa như thế. Bùm 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 bùm, Lăng Hàn thi triển yêu hầu quyền, còn vận chuyển công pháp hầu ca đẩy số lượng lực lượng chồng lên 20 trọng. Điều này rất đáng sợ, một cú đấm tương đương với 20 Lăng Hàn cùng ra tay. Con yêu thú tuy phi phàm nhưng điểm mạnh của nó là về mặt tinh thần, sức chiến đấu cơ thể không được tốt, chỉ xếp chót trong hoán huyết cảnh. Nên nếu Lăng Hàn dốc hết sức ra thì nó không ngăn nổi. Mới hơn 10 đấm yêu thú đã bị đánh nát, dù nó nhiều lần công kích tinh thần muốn khống chế Lăng Hàn nhưng đều bị mặt dây chuyền màu tím ngăn cản. Thật ra yêu thú này thua rất oan, nếu Lăng Hàn không có tê dây chuyền, dù tinh thần lực của hắn đến trung cấp thể không bị khống chế, nhưng hắn sẽ bị ảnh hưởng, giảm thấp sức chiến đấu. Yêu thú không có cơ hội van xin, vì không nhờ vào thân thể nhân loại thì nó không nói chuyện được. Rốt cuộc giải quyết, Lăng Hàn thở phào, tuy có mặt dây chuyền màu tím bảo vệ nhưng ai biết báu vật này hoạt động trong bao lâu, có bị hạn chế về thời gian, số lần không? Tình báo sai lầm lớn, đây mà là yêu thú thập nhị mạch cái gì? Là hoán huyết cảnh thì đúng hơn, còn giỏi về khống chế tinh thần. Dù có mấy cường giả hoán huyết cảnh đến cũng sẽ bị khống chế tự tàn sát nhau. Có lẽ nó mới vừa thăng cấp, vì sức chiến đấu cơ thể rất dở. Ủa, cơ thể yêu thú bị Lăng Hàn đánh nát nên máu tuôn ào ạt, ngẫu nhiên chảy ra khí quan như trái tim. Lăng Hàn thấy một thứ như thủy tinh trên trái tim, to cỡ móng tay, màu đỏ rực như máu, nếu không chú ý kỹ thì dễ bỏ qua. Lăng Hàn khom người nhặt lên, tò mò thứ này là cái gì. Yêu thú vô tình nuốt vào bụng. Không đúng, cho dù nó không kén chọn cũng không đến mức ăn đồ chảy tới trái tim đi. Không phải vì cơ thể bị đánh nát nên thứ này lẫn vào trái tim, rất giống khảm vào. Vậy tức là yêu thú tự mọc ra. Khoan, lúc trước 3 người ở ngoài hiệp cốc rõ ràng không muốn nhóm Lăng Hàn đi vào, nhìn sao cũng thấy bọn họ không phải tốt bụng không muốn cả nhóm vào trong bị giết mà vì muốn giết người diệt khẩu. Có liên quan tới thứ này sao? Lăng Hàn rất giỏi liên tưởng, hắn dù sao xông xáo trong nguyên thế giới nhiều năm. Có lẽ đây là một món bảo bối, ý đồ của những người này là nuôi thả con yêu thú khiến nó biến mạnh, tẩm bổ thứ này. Rất có thể, vậy thì thế lực đằng sau, rất ghê gớm, mặc dù 3 người nam nhân tóc bím không chịu nổi một kích trước mặt Lăng Hàn, nhưng thật ra sức chiến đấu của họ cực mạnh. Tinh anh huyền thanh kỳ như Đường Hải cũng không đánh lại, không phải thế lực bậy bạ gì nuôi dưỡng được. Hơn nữa nam nhân tóc bím rõ ràng liều mạng chạy trốn chứ không chịu nói ra người sau màn xúi dục là biết thế lực này quản lý thuộc hạ nghiêm khắc cỡ nào. Chương 3588, thủy tinh màu đỏ. Lăng Hàn sờ cầm sau đó nhoẻn miệng cười, hình như đụng phải một góc đáng sợ, dù sao đã làm rồi, nghĩ nhiều làm gì. Lăng Hàn kéo lên một chân yêu thú quay về, với lực lượng cường đại của hắn dễ dàng kéo con yêu thú to lớn. Rất nhanh Lăng Hàn đến chỗ nhóm Đường Hải gục ngã, 8 người chưa tỉnh. Lăng Hàn nhìn Trương Hồng Lãng thiếu một cánh tay, lại ngó Cư Vĩnh Tư vết máu sắc khô, hắn thở dài. Tuy ở chung không lâu nhưng Lý Thất Dạ lại nổi tính bao che khuyết điểm, đồng đội chết, tàn tật trước mặt làm tâm tình của hắn nặng nề. Lăng Hàn đánh thức mọi người dậy, tiểu cư, cư ca, mỗi người vừa tỉnh lại liền bật dậy la toáng lên, quay đầu tìm Cư Vĩnh Tư. Bọn họ chỉ thấy cái xác lạnh băng, cả nhóm gầm giống, Trương Hồng Lãng bị cụt tay cũng không buồn vì mình, mặt gã nổi gân xanh. Lăng Hàn khẽ thở dài, yêu thú đã bị ta giết, đây là một con yêu thú giỏi khống chế tinh thần, là nó không ngừng ảnh hưởng mọi người, hại Cư Vĩnh Tư tự vận. Mọi người nhìn yêu thú đã chết, chỉ muốn lại giết nó thêm lần nữa. Chết tiệt, hèn gì Lăng Hàn đánh xỉu bọn họ, không thì họ chẳng thể chống cự yêu thú khống chế, có lẽ thi nhau tự sát. Lăng Hàn không nói về thủy tinh màu máu, con yêu thú vốn là nhiệm vụ của hắn, nó là chiến lợi phẩm tùy hắn chọn, hơn nữa Lăng Hàn cảm thấy chuyện này liên quan to lớn. Đường Hải lấy lại sự bình tĩnh của chiến sĩ, gánh trách nhiệm đội trưởng. Dọn dẹp đi, về thành. Bọn họ trở về, ra khỏi núi họ thuê một chiếc xe. Vì phải mang xác của Cư Vĩnh Tư về, nếu không có xe thì không tiện, còn có xác con yêu thú nữa. Sau khi thiên địa biến đổi lớn, núi sông xảy ra thay đổi, trừ biến lớn, rộng, sâu ra ảnh hưởng lớn nhất là ngăn chặn thông tin. Đừng thấy Hùng Cứ Thành có network vượt thành vực nhưng đó là dựa vào cáp quang nối dưới đất, nếu là sóng điện vô tuyến sẽ bị núi sông ngăn cách. Đường dây mạng như thế cực kỳ không ổn định, vì tùy thời sẽ xảy ra động đất làm đứt cáp. Sau khi thiên địa biến đổi động đất thường xảy ra như ăn cơm bữa. Lùi một bước, hễ là võ giả và yêu thú đại chiến thì cáp quang dễ bị phá hoại. Nên nhóm Đường Hải không cách nào đưa tin về ngay, chỉ có thể chờ bọn họ trở lại Đường Hải. Sau 11 ngày bọn họ quay về Hùng Cứ Thành. Khi nhóm Đường Hải nâng xác Cư Vĩnh Tư vào doanh địa, quân doanh trở nên tĩnh lặng. Thật lâu sau vang tiếng hú đau thương như sói tru. Huyền Thanh Kỳ như một đại gia đình, Cư Vĩnh Tư đã chết không chỉ là chiến hữu còn là huynh đệ của họ. Liên Tuyết Dung lập tức triệu kiến tiểu đội thứ 7. Vốn có Lăng Hàn tham gia vào nhiệm vụ nên xuôi trèo mắt mái, vì sao một chết một tàn quay về. Đường Hải là đội trưởng, chủ yếu là gã kể, Lăng Hàn bổ sung thêm. Nói đến chi tiết chiến đấu với yêu thú thì do Lăng Hàn kể. Nghe xong Liên Tuyết Dung mặt đen như than, sát khí dao động. Chỉ một con yêu thú thì nàng chấp nhận, số phận của chiến sĩ là hy sinh vì nước. Nhưng tình hình bây giờ là có thế lực khác tham gia. Cư Vĩnh Tư chết, Trương Hồng Lãng tàn tật, món nợ này phải tính trên đầu thế lực đó. Liên Tuyết Dung trầm giọng nói, ta sẽ bẩm với thành chủ đại nhân ngay, thù này. Mỗi người hãy nhớ kỹ trong lòng. Đám người Đường Hải hét to, tuân lệnh, thù sâu như biển này bọn họ muốn quên cũng không được. Lăng Hàn đi từ Tâm Dược Đường nhìn xem, thị nữ nhỏ rất vui, hơn 20 ngày không được gặp thiếu gia rồi. Hoán Tuyết vẫn giữ tốc độ tiến bộ kinh người, tụ linh trận, bí lực hoàn, tham mạch đan bản cải tiến cung ứng không giới hạn, nên mới hơn 20 ngày Hoán Tuyết từ bát mạch thẳng tiến cửu mạch. Chỉ kém một chút xíu nữa là Hoán Tuyết sẽ trở thành cao thủ kình lực phát ra ngoài. Bí lực hoàn bán hàng ngày, tham mạch đan thì cách 7 ngày đấu giá một lần, đã kiếm được tài phú kinh người. Thêm 5 ngày nữa chú nhan đan sắp yết giá bán ra. Mạc Quốc Hào đặt giá trên trời, nhưng tin tưởng con số bán ra sẽ rất khủng, tiếc rằng sản lượng là vấn đề lớn. Vì đan phương quá quan trọng, Mạc Quốc Hào chỉ truyền cho Trung Dương Tất, đệ tử mà gã xem trọng nhất, hai sư đồ luyện đan không bằng hiệu suất 1/10 của Lăng Hàn. Lăng Hàn có thể cùng lúc luyện chế mấy lô đan dược, xác suất thành công 100%. Lăng Hàn không cưỡng ép, dù sao thì hắn không cần ra tay, chỉ ngồi lấy tiền nên hắn không đòi hỏi nhiều. Tiểu đội thứ 7 mang về con yêu thú bị đưa đi phủ thành chủ. Chưa từng nghe loại yêu thú giỏi khống chế tinh thần, còn tình nghi có người chăn nuôi nên kinh động cả Phong Tử Thịnh. Lăng Hàn lấy miếng thủy tinh màu tím ra nghiên cứu kỹ, hắn tin tưởng thứ này có liên quan rất lớn. Một nơi nào đó, có một người áo đen quỳ dưới đất báo cáo. Đại nhân, xảy ra chút sai lầm nhỏ. Một nam nhân người ẩn trong ánh sáng đỏ máu đứng trước mặt người áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, mái tóc đen dài tới eo, toát ra khí thế đáng sợ khiến người nghẹt thở. Nam nhân phát ra ánh sáng đỏ đang nhấm nháp rượu, chợt ngừng uống. Hương, sai lầm gì? Người áo đen không dám đứng dậy, báo cáo. Thể thực nghiệm số 39 bị người đánh chết. Dù bao nhiêu lần gặp vị đại nhân này vẫn khiến gã dâng lên kính sợ, hãi hùng vô biên khó thể kiềm nén. Nam nhân ẩn trong ánh sáng đỏ bình tĩnh hỏi. Không cướp lại thể thực nghiệm sao? Người áo đen nghiêm túc nói. Không được, 3 người bảo vệ đều chiến chết, thể thực nghiệm bị đưa đi Hùng Cứ Thành. Nam nhân trong ánh sáng đỏ gật đầu nói. Hùng Cứ Thành, đúng là căn cứ thực nghiệm cách chỗ đó không xa. Người áo đen ngập ngừng nói. Đại nhân, nếu lỡ bọn họ phát hiện cái gì thì... Người áo đen biết việc mình làm không thể phơi bày ra ánh sáng, không thì chẳng ai cứu gã được, ngay cả chủ thượng địa vị vô cùng cao thượng của gã cũng sẽ đầu rơi xuống đất. Nam nhân trong ánh sáng đỏ trầm ngâm nói. Vậy sao, thế thì thả toàn bộ thể thực nghiệm ra dẫn động thú triều, san bằng Hùng Cứ Thành đi. Ui, người áo đen hút ngụm khí lạnh, phát động thú triều san bằng Hùng Cứ Thành. Cái này không đơn giản là một câu nói, nó liên quan đến vô số kết quả. Người áo đen run giọng nói. Đại nhân, san bằng Hùng Cứ Thành không khó nhưng diệt nguyên tòa thành lớn thì thánh thượng sẽ nổi sơn lôi đình. Chương 3589, kế hoạch đồ thành. Đương kim thánh thượng công đức trên đời người người khâm phục, đáng sợ hơn là thực lực của thánh thượng này tuyệt đỉnh vô song không ai địch lại. Huống chi trong hoàng triều có tứ soái, ai chẳng phải là kẻ dũng mãnh vạn người không địch nổi, có mưu trí bình định thiên hạ. Nếu bị truy cứu thì sẽ rơi đầu. Nam nhân trong ánh sáng đỏ ung dung cười nói. Không sao, thánh thượng đang trùng kích giới hạn thiên nhân, đoạn thời gian này không thể phân tâm. chỉ cần qua vài ngày thì ai phân biệt được thú triều này là tự nhiên hay do người điều khiển. Nam nhân trong ánh sáng đỏ lại nhấp một ngụm rượu. Hùng cứ thành cướp một khối huyết thần tinh của ta thì ta sẽ bắt chúng trả lại gấp chục lần, trăm lần. Vừa lúc thiên nhất quy nguyên công của ta cũng sẽ được tiểu thành, việc này một mũi tên trúng hai con chim. Người áo đen run cầm cập không dám nói lời nào, vị đại nhân này vì tu luyện không tiếc khiến sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, thủ đoạn quá độc ác. Người áo đen không dám biểu lộ cái gì, không thì gã không thể sống rời khỏi đây. Người áo đen cung kính nói, vâng, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Nam nhân trong ánh sáng đỏ hỏi, khi nào có thể hoàn thành? Người áo đen trả lời, 2 đến 3 tháng, cố gắng nhanh lên, rõ, còn nữa, tuy chỉ là một khối huyết thần tinh nhưng không thể lãng phí, người đi bắt tất cả người liên quan ép hỏi ra nó ở đâu, phải lấy về bằng được. Tuân lệnh. Lăng Hàn mất 2 ngày tìm hiểu rõ tác dụng của khối tinh thạch màu đỏ. Dùng niệm lực dẫn động thì tinh thạch màu đỏ sẽ phát ra tinh thần lực đồng bộ với hắn, tăng mạnh tinh thần lực của Lăng Hàn. Tương đương với cho tinh thần lực của hắn tăng lên một bậc. Không biết còn có sử dụng gì khác không, ví dụ như làm thuốc, hoặc phối hợp công pháp đặc biệt nào đó khiến tinh thần lực thật sự thăng cấp. Lăng Hàn được đến tư liệu quá ít, không cách nào tìm hiểu và kiểm tra. Lăng Hàn cất tinh thạch màu đỏ trước, chờ sau này tính tiếp. Lại qua 3 ngày, quý phụ, đại tiểu thư của Hùng Cứ Thành nghênh đón ngày vô cùng quan trọng. Chú Nhan Đan bắt đầu bán, cửa vừa mở ra từ Tâm Dược Đường suýt bị đám nữ nhân chen chúc sập. Nữ giới luôn giữ địa vị yếu trong tu luyện, người có thể thật sự bước lên võ đạo ít đến tội. Bởi vậy người sáng sớm hôm nay vây quanh tại chỗ này có 90% chưa đến nhất mạch, nhưng bọn họ bộc phát ra lực lượng siêu đáng sợ. Chỉ có thể nói nữ nhân sợ hãi già cả còn hơn là chết, nên mới bùng nổ tiềm lực như vậy. Đợt thứ nhất gồm 60 viên chú nhan đan trong vòng 10 phút hết sạch. Giá bán một viên là 10 vạn huyền bắc tệ, không trả giá vậy mà tốc độ tiêu thụ thật đáng sợ. Tiệm dược khác trong thành rất ganh tị nhưng không có cách nào, họ không thể suy nghĩ ra bí lực hoàn, tham mạch đan phiên bản cải tiến, không hoàn thiện chú nhan đan được, đành trơ mắt nhìn người ta kiếm nhiều tiền. Lăng Hàn thừa dịp rảnh rỗi bỏ ra 3 ngày luyện 60 viên chú nhan đan. So với sản lượng của hai sư đồ Mạc Quốc Hào, Trung Dương Tất một tháng chỉ được 60 viên thì như trên trời và dưới đất. Lăng Hàn tự luyện đan nên đương nhiên không thể nào chỉ lấy 30%. Mạc Quốc Hào và Lăng Hàn đã hiệp định rồi, đan dược hắn bán trong Từ Tâm Dược Đường không thu phí gửi bán được bao nhiêu tiền thì đưa cho hắn bấy nhiêu. Vì vậy 60 viên chú nhan đan bằng 600 vạn, thu nhập siêu cao. Lăng Hàn cảm thán, kiếm tiền thật dễ, nếu người khác biết câu này sẽ dùng đậu hủ đập chết hắn. Dễ kiếm tiền con khỉ. Như chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ lấy sinh mạng đi mạo hiểm một tháng chỉ được 3.000 huyền bắc tệ. Ai kêu Lăng Hàn là đan đạo đế vương, nếu hắn cảm thấy khó kiếm tiền thì còn ai kiếm được tiền nữa. Lăng Hàn lại than thở, trích phần trăm đưa đến là ta sẽ khởi động lại trận nhà giàu ngay. Ai, với trận nhà giàu thì chút tài sản của ta không đáng là bao. Hiệu suất của Mạc Quốc Hào rất cao, đêm hôm đó đưa chuyển khoản tiền lời cho Lăng Hàn. Không chỉ có chú nhan đan, còn tính cả bí lực hoàn và tham mạch đan bản cải tiến. Mặc dù luyện ra số lượng ít, chỉ có hoa hồng 30% nhưng tích lũy một tháng cũng khá nhiều. Tổng cộng gần 400 vạn, vừa đủ cho Lăng Hàn dùng một lần trận nhà giàu. Lăng Hàn giao 60 viên chú nhan đan cho Mạc Quốc Hào, hiện giờ chú nhan đan là đồng tiền mạnh của hắn, ngày mai treo giá bảo đảm tới trưa là bán hết. Lăng Hàn còn 5 ẩn mạch chưa mở ra, một ẩn mạch chưa mở rộng đến mức tận cùng, về mặt lý luận thì hắn cần 6 lần trận nhà giàu. Kiểu nhà giàu thế này nếu Phong Tử Thịnh trông thấy không biết sẽ nghĩ gì. Lăng Hàn mua tài liệu về bắt đầu bài bố trận nhà giàu. À mà tên của trận pháp này gọi là gì? Lăng Hàn gãi đầu, cứ kêu trận nhà giàu suốt hắn sắp quên tên trận pháp, mà thôi kệ. Lăng Hàn mở trận pháp ra, lực lượng cuồn cuộn ập đến tuôn vào trong cơ thể, công pháp hầu ca rèn luyện nó trở nên vô cùng tinh thuần. Sức mạnh của võ giả ví dụ như thông mạch cảnh có rất nhiều nhân tố quyết định. Mức độ kinh mạch rộng lớn, tốc độ lực lượng dâng lên, mức độ lực lượng thuần khiết sẽ ảnh hưởng một kích cuối cùng đánh ra. Nên Lăng Hàn muốn mạnh nhất thì hắn phải làm mỗi một mục đạt đến tận cùng. Vì vậy lực lượng tuôn vào người Lăng Hàn có 90% bị lọc bỏ, bởi vì không đủ tinh thuần. Ta muốn theo đuổi vô địch thì không thể chỉ ham tiến bộ, nếu không chỉ có cái xác rỗng. Nửa ngày sau Lăng Hàn ngừng lại, lộ vẻ mặt vừa lòng. Ẩn mạch thứ 3 đã mở rộng đến cực độ, không cách nào tiến bộ thêm chút gì nữa, có thể mở mang ẩn mạch thứ 4 rồi. Phút cuối Lăng Hàn mang thị nữ nhỏ vào trong trận. Bởi vì hắn đạt đến mức tận cùng thì trận pháp vẫn không dừng lại, không thể lãng phí. Tốc độ tu luyện của Lăng Hàn đã là kỳ tích, sự tiến bộ của Hoán Tuyết cũng có thể ghi vào sử sách. Chưa đến 1 năm bắt đầu từ con số 0 đến đỉnh cửu mạch, ai sánh bằng. Hơn nữa tinh thần lực của thị nữ nhỏ đang được khai phá, Lăng Hàn dự định qua một thời gian sẽ dạy nàng luyện đan, chế trận cơ. Lăng Hàn bắt đầu thăm dò ẩn mạch thứ 4, gọi là ẩn mạch vì rất khó phát hiện, trong 1.000 người chưa chắc có một người thăm dò được. Đả thông một ẩn mạch muốn tiếp tục cái kế tiếp là vô cùng khó khăn. Chương 3590, chuẩn bị trùng kích hoán huyết cảnh. Một đêm qua đi nhưng Lăng Hàn không chút tiến bộ, lãng phí luôn thời gian tu luyện lúc mặt trời mới mọc, hắn đã không thể tiến thêm chút nào nữa. Liên Tuyết Dung kêu Lăng Hàn đến. Liên Tuyết Dung hỏi, nghe nói ngươi mở mang ẩn mạch. Lăng Hàn gật đầu, bị Thác Bạt Thiên Hoang miệng rộng nói toạc ra trước công chúng làm hắn không thể giấu nữa. Liên Tuyết Dung nói, mấy hôm trước quên nói với ngươi, bây giờ ngươi chưa trùng kích hoán huyết cảnh nên không tính muộn. Nhưng ngươi bây giờ cách hoán huyết cảnh chỉ trong gang tấc, ta sẽ nói cho ngươi bí quyết trùng kích hoán huyết cảnh. Lăng Hàn nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, lúc trước hắn hơi lơ là. Khóe môi Liên Tuyết Dung co giật rất muốn đánh Lăng Hàn sưng mặt. Mặc dù Liên Tuyết Dung chưa từng hy vọng người ta chăm chăm vào nhan sắc của mình, nhưng bị Lăng Hàn bỏ qua như thế khiến nàng cực kỳ khó chịu. Liên Tuyết Dung nói, hoán huyết cảnh có tên đó ý là thay máu trong người, mỗi lần đổi toàn bộ là một tiểu cảnh giới hoàn chỉnh. Đừng tưởng việc này rất dễ, hoán huyết chỉ là biểu tượng, thứ thật sự thay đổi là đẳng cấp sinh mệnh. Biến đổi đó nghiêng trời lệch đất, tiêu hao sức sống sinh mệnh rất nhiều. Nên chưa có chuẩn bị gì mà trùng kích hoán huyết cảnh thì sẽ tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của bản thân, dù thành công cũng sẽ hao hụt lớn, miệng cọp gan thỏ, thọ nguyên tổn thất nghiêm trọng. Lăng Hàn gật đầu, Tôn Kiếm Phương là bài học mặt trái rõ rành rành, vì không biết sao thông mạch cảnh là cảnh giới gì, nên làm sao, tự mình lần mò vào hoán huyết cảnh, nhưng cái giá rất nặng nề, tiêu hao hơn 20 năm thọ nguyên. Tuy sau đó bù đắp rất nhiều, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, tổn thất không thể cứu vãn. Lăng Hàn hỏi, cần chuẩn bị cái gì? Liên Tuyết Dung nói, bảo quả ẩn chứa sinh mệnh lực, không dùng đan dược được, bởi vì đan dược là kích phát tiềm lực sinh mệnh trong cơ thể, dùng quá nhiều có hại không lợi. Bảo quả thì khác, thiên địa dựng dục, không có chút xíu tác dụng phụ nào. Số lượng thì càng nhiều càng tốt. Liên Tuyết Dung tạm dừng rồi nói tiếp, mỗi người trùng kích hoán huyết cảnh cần sức sống sinh mệnh khác nhau, thông thường càng mạnh thì cần càng nhiều sức sống sinh mệnh. Lăng Hàn thở dài, khỏi nói nhiều, chắc chắn hắn cần rất nhiều bảo dược. Liên Tuyết Dung nói, như ta lúc trùng kích hoán huyết cảnh chỉ dùng một bảo quả, lấy ta làm thước đo thì ngươi cần ít nhất 3 trái. 3 trái có đủ không? Lăng Hàn quyết định chuẩn bị 5 trái bảo quả rồi mới trùng kích hoán huyết cảnh, nếu không sẽ bị ép khô sức sống sinh mệnh. Liên Tuyết Dung phất tay ra hiệu Lăng Hàn có thể đi. Cụ thể trái cây nào ẩn chứa sinh mệnh lực ngươi hãy tự đi tìm. Lăng Hàn định đi nhưng chợt đứng lại, kỳ chủ đại nhân, con yêu thú có manh mối gì không? Liên Tuyết Dung gật đầu nói, có chút mặt mày, đang điều tra. Lăng Hàn quay đi, tốt, nếu tra ra bàn tay đen đằng sau con yêu thú thì Lăng Hàn sẽ không nương tay. Lăng Hàn về nhà, dùng quang não tra tìm những bảo quả dồi dào sinh mệnh lực. Có rất nhiều, nhưng thêm vào điều kiện hoán huyết cảnh thì chỉ sót lại vài cái. Bạch hổ quả, hổ lang quả, phượng vương bích quả, thủy tiên liên tử, huyết đằng căn. Không chỉ trái cây, rễ cũng có, nhân sâm vật siêu bổ cũng có hiệu quả nhưng cần năm tuổi rất nhiều. 500 năm là được, ngàn năm càng tốt. Đùa, trước khi thiên địa biến đổi lớn hầu như không thấy nhân sâm hoang dã, giờ tính ra mới qua hơn 120, đào đâu ra nhân sâm 500 năm. Đương nhiên cũng có khả năng là sau khi thiên địa biến đổi, một số khu vực nhô lên từ mặt đất, nếu chỗ đó mọc nhân sâm thì không chỉ 500 năm, 1000 năm, nói không chừng có cả 2000, 3000 năm. Lăng Hàn lắc đầu nói, vật vô giá đây, những bảo quả toàn mọc ở nơi rất nguy hiểm, như kỳ vân quả, muốn có được chúng nó vô cùng khó khăn. Nhưng vô giá cũng phải lấy được, Lăng Hàn quyết định chờ kiếm đủ tiền sẽ xuất phát đi tìm bảo quả. Tin tưởng với thuộc tính may mắn của hắn xác suất tìm được bảo quả không thấp. Nhanh chóng luyện đan đi. Lăng Hàn vào trạng thái điên cuồng, liều mạng luyện đan. 5 ngày sau, Lăng Hàn tính sơ, bán hết những chú nhan đan này thì hắn có thể bày ra 5 lần trận nhà giàu. Thôi, không luyện đan nữa. Trong lúc luyện đan Lăng Hàn không quên thăm dò ẩn mạch thứ 4, hắn vừa luyện đan vừa thăm mạch. Hết cách, đan đạo đế vương tùy hứng vậy đấy. Có công mài sắt có ngày nên kim, 10 ngày sau Lăng Hàn thành công thăm dò ra ẩn mạch thứ 4. Sáng sớm mở mang ẩn mạch, Lăng Hàn nhờ vào trận nhà giàu một hơi mở rộng đến cực độ. Bây giờ lực lượng của ta khoảng 30.000 cân, nếu đả thông hết 8 ẩn mạch thì lực lượng khoảng 50, thậm chí là 60.000 cân. Vậy thì dù là hoán huyết nhất biến bộc phát huyết khí sôi trào thì ta cũng không sợ. Nhưng 20.000 cân chỉ là điểm khởi đầu hoán huyết nhất biến, tu đến tận cùng có lực lượng 40.000 cân, dù bùng nổ gấp 2 lần cao đến 80.000 cân đủ vượt qua cực hạn của ta, dù gì chênh lệch một đại cảnh giới. Khuyết điểm duy nhất hiện giờ là không có vật chứa không gian. Lăng Hàn thở dài thườn thượt, Hắn có 12 vạn ngọc tử, đựng trong cái túi to, sức nặng không là vấn đề nhưng vác đi khắp nơi thì rất kỳ. Nhưng ta phải hành động nhanh lên, nếu không thì sẽ vô tình tự lên đỉnh hoán huyết cảnh. Lăng Hàn xin phép Liên Tuyết Dung, hắn muốn đi Thiên Liên Sơn một chuyến. Thiên Liên Sơn là thánh địa hái thuốc, người bình thường chỉ có thể đi ngọn núi trong giới hạn, nhiều ngọn núi khác có trận pháp ức chế không leo lên được. Lăng Hàn tự tin đi Thiên Liên Sơn vì hắn có tạo nghệ cao về trận pháp, hơn nữa hắn có mặt dây chuyền màu tím. Lý Trường Đan, rất cảm ơn ngươi. Liên Tuyết Dung dễ dàng phê chuẩn xin phép của Lăng Hàn, với nàng thì hắn không phải vật trong ao, huyền thanh kỳ nho nhỏ không chứa nổi hắn. Lăng Hàn chưa lên đường thì nhận được một tin tức, Đường Hải mất tích. Đường Hải không phải Lăng Hàn, gã quanh năm ở trong quân doanh, hiện tại đột nhiên gây sóng to gió lớn. Làm đào binh chạy trốn, không thể nào, có thể vào 4 đại kỳ là vinh diệu, hơn nữa đãi ngộ siêu cao. Nếu thật sự không muốn làm thì 4 đại kỳ cho phép rời quân ngũ, có cần gánh bêu danh hy sinh điều kiện phúc lợi về sau để làm đào binh đáng xấu hổ không? Vậy, không lẽ bị người bắt cóc? Chương 3591, Đường Hải bị hại. Đường Hải là thập nhị mạch, bị người thần không biết quỷ không hay bắt cóc ngay trong doanh địa thì cần có thực lực như thế nào? Hoán huyết cảnh đó ít nhất phải là nhị biến, tam biến hay tứ biến. Vì trong doanh địa có một cường giả tam biến tọa chấn, hung thủ không sợ vừa lúc gặp phải Liên Tuyết Dung sao? Lăng Hàn trầm ngâm, có khi nào liên quan đến thế lực đằng sau yêu thú không? Nếu không vì điều này thì hắn không nghĩ ra khả năng khác. Thế lực đó thật to gan, dám lẻn vào huyền thanh kỳ công khai bắt người. 2 ngày sau, Đường Hải xuất hiện, bị người phát hiện trong sông, gã đã là xác chết. Lúc Đường Hải còn sống đã bị tra tấn thảm thiết, người gã đầy vết thương, 10 ngón tay bị bẻ gãy từng khúc, chân trái gãy, đùi phải cụt. Chỉ có khuôn mặt không bị gì trừ 2 lỗ tai bị cắt rớt. Thảm trạng khiến người không nỡ nhìn. Khi xác Đường Hải được đưa về doanh địa không chỉ thành viên tiểu đội thứ 7 tức giận, nguyên doanh địa phát cuồng. Kẻ nào biến thái như thế? Tin tức truyền ra, chiến sĩ địa hoàng kỳ, thiên hỏa kỳ, vân mặc kỳ rất tức giận. Bình thường họ cạnh tranh nhau nhưng không thể thay đổi sự thật rằng họ là chiến hữu. Nếu chết trên chiến trường thì bọn họ không lời nào để nói, nhưng rõ ràng Đường Hải bị người nghiêm hình ép cung đến chết, bọn họ không tức giận sao được. Chiến sĩ 4 đại kỳ cảm xúc sôi trào, mỗi người đứng ngồi không yên, ước gì hung thủ xuất hiện trước mặt, họ sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất giết đối phương. Toàn thành giới nghiêm, nhưng hung thủ dễ dàng bắt người thì ít nhất là cao thủ hoán huyết cảnh, nếu muốn ẩn núp thì thông mạch cảnh làm sao phát hiện được. Trong thành có bao nhiêu hoán huyết cảnh, bao nhiêu cực cốt cảnh. Giới nghiêm kiểu này ở trong mắt cường giả hoán huyết cảnh như không có. Lăng Hàn dâng lên khát vọng mãnh liệt với thực lực, nếu hắn vẫn là thiên tôn, thả thần thức ra quét một cái là tìm được hung thủ ngay. Còn bây giờ, Lăng Hàn lắc đầu, đi Thiên Liên Sơn, hắn muốn tìm bảo quả chuẩn bị cho việc tùng kích hoán huyết cảnh. Lăng Hàn lặng lẽ xuất phát, hắn không biết có người theo dõi mình không nhưng cẩn thận là tốt nhất. Lăng Hàn mua một chiếc xe, đã qua nhiều ngày hắn học được cách lái xe, với thiên tư của hắn chuyện này rất dễ. Có xe rồi thứ Lăng Hàn muốn mang theo có thể cất trong xe, không phải vác lên người trông như ăn trộm mới hốt một mẻ. Ban đầu Lăng Hàn hơi căng thẳng và hưng phấn, nhưng lái đi 100 dặm thì hắn bình tĩnh lại. Đường sóc này gồ ghề, vì thường có động đất, không thể sửa đường, lái xe được đã là may. Lăng Hàn là người mới, lái xe 5 ngày đã làm xe bị hư vì mài mòn nghiêm trọng. Lăng Hàn chỉ mới học lái, hắn không biết sửa xe, đành đẩy xe sang ven đường, lưng cõng hành lý tiếp tục đi. Đi 1 ngày thì Lăng Hàn ngừng lại, tìm chỗ yên lặng bày hoán huyết cảnh. Hắn cảm ứng được ẩn mạch thứ 5, nửa ngày sau, kinh mạch này được mở mang đến cực độ. Tốt lắm, còn thiếu 3 cái. Lăng Hàn đi tiếp, 5 ngày sau hắn đến Thiên Liên Sơn. Theo tư liệu thì Bão Hợp Phong có một gốc phượng vương thụ, 10 mấy năm trước kết trái. Một gốc cây mọc 7, 8 trái, theo năm tuổi cây cối sinh trưởng thì ít nhất trong 100 năm bảo thụ sẽ kết trái hàng năm. Nếu hái hết số trái cây này thì không chỉ đột phá hoán huyết cảnh, ta sẽ có luôn bảo quả cho trùng kích nhị biến. Không biết bảo quả này có thể cất chứa thời gian dài được không? Trong núi đường không dễ đi, Lăng Hàn đi 3 ngày mới đến dưới Bão Hợp Phong. Nơi này có trận pháp ức chế, càng đến gần đỉnh núi sẽ bị ức chế càng dữ dội. Nghe nói phượng vương thụ do một vị trận pháp sư phát hiện, nhưng chỉ nhìn từ xa chứ không đến gần được. Lăng Hàn tò mò là tại sao trên những ngọn núi có trận pháp cấm chế. Người văn minh đời trước ăn no rừng mỡ sao? Hơn nữa tại sao văn minh này bỗng nhiên biến mất? Lúc trước giao lưu với Hầu Ca quá ít, sau khi tu ra tinh thần lực ngẫm kỹ lại thì thực lực của Hầu Ca sâu không lường được. Hầu Ca bị trấn áp có khi nào liên quan đến văn minh đời trước? Nếu không thì nơi nhỏ bé như Cổ Đạo Tông làm gì có tồn tại nào có thể trấn áp Hầu Ca? Lăng Hàn gác lại các suy nghĩ lung tung, bắt đầu quan sát trận pháp trên ngọn núi. Đại trận có khiếm khuyết, Lăng Hàn gật gù, thiên địa biến đổi lớn, một số ngọn núi chỉ có 10 ngọn đột nhiên ra mười mấy 20 ngọn núi, thay đổi rất lớn. Núi nhô lên từ lòng đất, động tĩnh lớn như vậy trận pháp trên núi làm sao không có thay đổi được. Trận pháp bị hư hỏng một chút, uy lực yếu đi, nếu không thì không phải trận pháp đại sư sẽ không thể nào đặt chân lên núi. Lăng Hàn không lỗ mãng leo lên, hắn đặt hành lý sang một bên, tập trung quan sát. Lăng Hàn ngồi 2 ngày, bị cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh thức. Hắn ăn chút lương khô vằn ướt, giờ không phải lúc ăn ngon, hắn lại vùi đầu vào nghiên cứu trận đạo. Qua nửa ngày sau, Lăng Hàn nở nụ cười xách hành lý bước nhanh lên núi. Lăng Hàn lẩm bẩm, trái phải 3 bước. Lăng Hàn đi nhanh, đột nhiên chân hắn phát sáng, bùm một tiếng người và hành lý văng ra. Lăng Hàn té cái bịch xuống đất, đau nhe răng, thôi diễn sai, thì ra là chỗ này. Lăng Hàn gật gù, may mắn hắn có mặt dây chuyền lai lịch không rõ ức chế uy lực trận pháp rất lớn, không thì mới rồi hắn đã tàn đời. Đi một quãng đường Lăng Hàn chợt ngừng, nếu ta thôi diễn không sai thì bên dưới chỗ này chắc có một trận cơ. Lăng Hàn đào 3 thước đất quả nhiên phát hiện một tảng đá, đen thui rậm rạp hoa văn. Lăng Hàn không chắc, cái này phức tạp hơn trận văn cao cấp rất nhiều, không lẽ là cực hiệu trận văn. Lăng Hàn chưa từng thấy cực hiệu trận văn, không thể so sánh. Lăng Hàn quan sát kỹ, quả nhiên trận cơ bị hư hỏng, Lăng Hàn không dám đào cục đá lên, hắn linh cảm nếu tùy tiện đụng vào thì hậu quả sẽ là bị oanh sát ra bã. Trên cục đá có một phần trận văn bị mài mòn, có một góc bị mẻ thì càng không có trận văn. Lăng Hàn cảm khái, quá phức tạp, mỗi ký hiệu là vài trận văn tổ hợp, có sơ cấp, trung cấp và cao hơn nữa. Ồ, thì ra có thể như vậy. Lăng Hàn hầu như tự học tự hiểu trận đạo, giờ thấy kiệt tác trận đạo Cú Văn Minh đời trước làm hắn tặc lưỡi cảm thán. Thì ra hắn còn chưa bước vào nhập môn, tuy ta không thể phân giải trận văn nhưng có thể đóng một góc trận pháp. Lăng Hàn vươn niệm lực ra quân quanh trận cơ, lướt qua từng ký hiệu. Chương 3592, bảo thụ ngay trước mắt. Mắt Lăng Hàn sáng rực, thành công. Lăng Hàn nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, không có ánh sáng nhấp nháy đánh bay hắn. Cái này giống như ta muốn tắt, mở đèn không cần biết đèn làm theo kiểu gì, chỉ cần nhấn nút là được. Nhưng nếu không phải trận cơ này bị hư hỏng thì ta không có tư cách đưa niệm lực đụng vào nó. Có nên vận dụng lại trận cơ này không? Thôi, chờ ta xuống núi rồi tính, tránh cho phải cẩn thận đi đường dài như vậy. Lăng Hàn đi tiếp, sau khi đóng một trận cơ thì trận pháp to lớn này không hoàn toàn dừng lại, chỉ có một góc không được trận pháp bao trùm. Lăng Hàn thì thào, trận pháp cỡ lớn đều như vậy sao? Như trận pháp Lăng Hàn học không thiếu một trận cơ nào, trên trận cơ không thể có một ký hiệu sai lầm nếu không chẳng thể vận chuyển trận pháp. Lăng Hàn cẩn thận tiến lên, càng đi lên uy lực trận pháp càng lớn, hắn có mặt dây chuyền màu tím nhưng vẫn không dám khinh thường, bởi vì từ nơi này bắt đầu uy lực trận pháp đủ tổn hại nặng, thậm chí giết chết hoán huyết cảnh. May mắn mặt dây chuyền màu tím rất siêu, có thể áp chế uy lực trận pháp. Cộng thêm tinh thần lực đến trung cấp, Lăng Hàn từ từ lần mò ra đường đi an toàn. Qua nửa ngày Lăng Hàn lại tìm đến một trận cơ, đóng nó lại. Tiếp tục, qua 5 tiếng, Lăng Hàn lần nữa định vị một trận cơ, nhưng khi đào ra hắn phát hiện quanh trận cơ có sấm sét lượn vòng, ý thức của hắn không thể chạm vào trận cơ. Cái này không thể đóng rồi, Lăng Hàn đành tiếp tục lần mò đi tới. Tốc độ của Lăng Hàn chậm dần, nhưng so với người khác thì hắn đã mau kinh người, mặt dây chuyền màu tím đem đến tác dụng quá lớn. Lăng Hàn mất 6 ngày rốt cuộc đến giữa sườn núi, nơi này có một gốc phượng vương thụ, mắt Lăng Hàn sáng rực reo lên, là chỗ đó. Trước mặt Lăng Hàn xuất hiện một cái cây rất kỳ lạ, rõ ràng là cây nhưng hình dạng giống chim to dương cánh bay cao. Cây kết 11 trái, 5 trái đỏ mọng to cỡ nắm tay, 6 trái khác nhỏ hơn nhiều, màu xanh, chỉ cỡ hạch đào. Giống hệt như hình dạng trong tư liệu hắn thấy, đây chính là phượng vương thụ. Có đến 11 trái cây, nhưng chỉ 5 trái sắp hoặc đã chín, 6 trái khác còn non nhiều. Khoảng cách 30 trượng nhưng mùi đã xông vào mũi, thơm đến phấn khởi tinh thần. Lăng Hàn không lao ngay tới trước, bắt đầu từ chỗ này mới thật sự khó khăn. Bốn phía phượng vương thụ đầy sát khí, hở chút là lấy mạng người. Đơn giản vì bảo thụ này trồng tại chỗ, nó sẽ không chạy, tại sao không ai đến hái bảo quả. Tiếp theo dù là cực cốt cảnh cũng phải cẩn thận, nếu dẫn phát trận pháp công kích thì chết chắc. Ta cần cẩn trọng hơn. Lăng Hàn lấy nhiều nam châm ra khỏi bao, hắn đã sớm chuẩn bị công cụ, dọc đường đi không thể chỉ toàn dựa vào thôi diễn. Chế tạo trận cơ cần các loại tài liệu khác nhau. Để phá giải trận pháp thì tài liệu rất đơn giản, nam châm. Nam châm có tác dụng lớn nhất là nhiễu loạn năng lượng thiên địa. Nguyên khí của trận pháp là dẫn động năng lượng thiên địa, nên nam châm là khắc tinh thiên nhiên của trận pháp. Đương nhiên không phải ném mấy cục nam châm là có thể gỡ bỏ trận pháp, đơn giản vậy thì không cần trận pháp nữa. Nam châm chỉ là một loại tài liệu, Lăng Hàn khắc trận văn vào nam châm, một lúc sau hắn ném ra ngoài. Đùng, một luồng lôi quang xẹt qua, cục nam châm bị nổ nát. Không đúng, không đúng, Lăng Hàn cầm cục nam châm khác, khắc trận văn rồi ném qua. Phừng phực, ánh lửa bốc lên cao phá hỏng nam châm, cũng không đúng, Lăng Hàn không nóng nảy, phá giải trận pháp rất tốn công, không sốt ruột được. Lăng Hàn dựa vào hiểu biết của mình tổ hợp trận văn để phá giải, áp chế trận pháp. Dần ra Lăng Hàn lần mò ra, hắn thì thào, chắc được rồi, đi. Lăng Hàn ném một cục nam châm, kỳ lạ là nó nổi giữa không trung, không rớt xuống, nam châm phát sáng. Nam châm có thể ảnh hưởng thế thiên địa hữu hạn, cộng thêm trận văn ta khắc vào cưỡng ép tham gia vào trận pháp làm nó không thể phát huy. Nhưng thứ này tối đa chỉ có thể kéo dài nửa phút, tinh thần lực của ta quá yếu, ký hiệu trên nam châm sẽ bị xóa ngay. Lăng Hàn sải bước đi lên, vừa đi vừa khắc trận văn lên nam châm. Ném, Lăng Hàn lại ném một cục nam châm, trận pháp làm nam châm lơ lửng mở ra con đường an toàn trong nửa phút. Lăng Hàn đi nhanh, sau lưng hắn là cục nam châm thứ nhất bị hao hết lực lượng không ngăn nổi trận pháp bị nổ nát. Lăng Hàn vẫn ném nam châm, lần này hắn tính sai, hoặc nên nói là uy lực trận pháp quá lớn. Bùm, lực lượng mạnh mẽ ập đến chấn ngược Lăng Hàn sôi trào, hắn suýt bay xéo ra. Lăng Hàn vội đứng vững, nếu văng ra khỏi con đường nam châm mở mang thì sẽ bị đại trận nghiền chết ngay. May mắn hắn thành công, Lăng Hàn không dám ở lâu, lo tạo ra bình chướng nam châm quấy nhiễu trận pháp, không thì chờ áp chế ập đến hắn tàn đời. Nên mới nói phá giải trận pháp là công việc rất nguy hiểm. Khoảnh khắc cục nam châm thứ hai nổ nát, Lăng Hàn kịp lúc ném ra nam châm thứ ba, lại ổn định trận pháp. Từng cục nam châm bị ném ra, Lăng Hàn đi càng lúc càng xa, cách cây ăn trái càng gần. Mười mấy phút sau, Lăng Hàn đã đi xong khoảng cách 30 trượng ngắn ngủi, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dọc đường đi rất hung hiểm, suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Đến đây thì tốt rồi, Lăng Hàn nghỉ ngơi một lúc, định hái trái xong sẽ quay về. Nhưng Lăng Hàn chưa đứng dậy thì áp lực cường đại ập đến, ngực hắn thắt lại, khó chịu vô cùng. Lăng Hàn sửng sốt, dường như hắn nghe thấy giọng nói bảo cho hắn bây giờ chưa thể hái trái vì chưa chín hẳn. Thanh âm rất mơ hồ, yếu ớt, Lăng Hàn nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm. Áp lực biến mất, nhưng khi Lăng Hàn định hái trái thì áp lực lại ập đến. Biểu tình Lăng Hàn quái dị, hay áp lực này đến từ Phượng Vương Thụ, mới rồi nói chuyện với hắn là gốc cây già này. Cái cây đã rất lâu năm, tuy không cao nhưng nhìn vỏ cây là biết có lịch sử mấy trăm năm. Đã thành tinh, nếu vậy thì chờ thêm vài ngày đi, dù sao gốc cây không có trận pháp, đừng ra khỏi khu vực này thì rất an toàn. Tu luyện, Lăng Hàn dò xét ẩn mạch thứ 6, mấy ngày nay hắn luôn cố gắng, nhưng mở mang càng nhiều ẩn mạch, dù hắn yêu nghiệt cũng không thể đột phá trong 2-3 ngày được. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, Lăng Hàn mãi không bắt giữ được ẩn mạch thứ 6, nhưng hắn không nôn nóng, chuyện này vốn không thể xong trong một lần. Hơn nữa là một siêu cường giả trong quá khứ, Lăng Hàn biết nếu tâm loạn thì chuyện gì cũng không làm được. Chương 3593, hái trái. Lại qua 3 ngày, khi mặt trời mới mọc người Lăng Hàn chợt run nhẹ, ẩn mạch thứ 6 đã mở ra cái khe. Mọi việc khó khăn lúc khởi đầu, sau khi kinh mạch mở ra cái khe thì chuyện tiếp theo rất đơn giản. Nửa tiếng sau, ẩn mạch thứ 6 hoàn toàn giả thông. Vẫn không thể hái trái. Vậy bày trận, Lăng Hàn bày ra trận nhà giàu, chiếm diện tích rất nhỏ, sau khi dẫn động trận pháp hắn tiếp tục tu luyện. Tu vi của hắn tăng vèo vèo. Nửa ngày sau, ẩn mạch thứ 6 của Lăng Hàn đã khuếch trương đến cực độ. Tiếp tục thăm dò ẩn mạch thứ 7, hình như chỉ còn cách này, không hái được trái thì hắn biết làm gì bây giờ. Khoan, khi trái chín có ai nhắc hắn không? Lăng Hàn nảy ý hái trái, lần này không có áp lực ập đến. Hái được rồi, Lăng Hàn leo cây, thuận lợi hái xuống một trái đỏ mọng, một trái lại một trái, 5 trái cây đỏ vào túi. Còn những trái nhỏ màu xanh thì sao? Bùm, Lăng Hàn mới nảy ý đã bị chấn rớt xuống cây. Phải đợi những trái non chín mùi. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lắc đầu. Mấy ngày nay Lăng Hàn có xem tình hình của trái xanh nhỏ, phỏng chừng phải qua nửa năm chúng nó mới chín. Thời gian quá lâu, đi thôi, cùng lắm nửa năm sau lại đến đây, trái cây có thể treo trên cây rất lâu. 5 trái đủ để hắn vào hoán huyết nhất biến mà không tổn thương thân thể mình. Về thôi, Lăng Hàn vẫn dùng nam châm mở đường, bởi vì đã đi một lần nên quen tay hay việc, dễ dàng. Lăng Hàn xuống chân núi, chưa ra khỏi trận pháp chợt thấy một nam nhân ngồi khoanh chân trên tảng đá trước mặt, không biết đã ngồi bao lâu, như hợp nhất với tảng đá. Cao thủ, Lăng Hàn nhủ thầm, người này phát ra hơi thở như cự thú viễn cổ, cho Lăng Hàn áp lực đáng sợ còn hơn Liên Tuyết Dung. Tứ biến, hay thậm chí là ngũ biến, Lăng Hàn dừng bước, hắn và đối phương đứng trong khu vực cây trận cơ thứ hai bị hắn đóng, nên nơi này an toàn. Biểu tình Lăng Hàn quái dị, nếu hắn mở trận cơ thì đối phương có bị tiêu diệt ngay không? Rất có thể, nam nhân duỗi lưng nói, rốt cuộc ngươi chịu xuất hiện, làm ta chờ mãi. Lăng Hàn gật đầu cười hỏi, à, thật ngại quá, các hạ tìm ta có chuyện gì không? Nam nhân nói, trong tay của ngươi chắc có một thứ không thuộc về ngươi, giờ trả cho ta đi. Nam nhân bắt chéo chân, thái độ dửng dưng, chỉ là một thập nhị mạch nho nhỏ, dù mở mang ẩn mạch thì sao? Gã là hoán huyết ngũ biến, có thể diệt gọn tam biến. Lăng Hàn lấy ra thủy tinh màu đỏ, là thứ này, nam nhân mỉm như chút được gánh nặng cười nói, đúng rồi, giờ ném nó qua đây. Nam nhân lắc ngón tay, tuyệt đối đừng muốn chạy trốn, người khác nam châm ít nhất cần 3 giây, chút thời gian đó đủ để ta giết ngươi vài năm. Nam nhân cho rằng Lăng Hàn sẽ dùng nam châm tại đây. Lăng Hàn dẻo miệng đáp, được, ta không chạy. Nam nhân gật đầu nói, vậy mới ngoan, vì ngươi nghe lời như vậy ta sẽ cho ngươi chết tốt. Lăng Hàn mỉm cười hỏi, không tha mạng cho ta sao? Phản ứng của tiểu tử này hơi kỳ, nhưng, thì có sao? Nam nhân nhếch mép cười nói, ngươi biết quá nhiều, sao có thể cho ngươi sống? Hơn nữa dù ngươi trở về Hùng Cứ Thành cũng chỉ sống thêm vài ngày, vẫn phải chết. Câu sau có ý gì? Lăng Hàn lắc đầu nói, nhất định muốn giết ta, ngại quá, ta không đầu hàng. Nam nhân đứng lên tiến tới trước một bước, điều đó có thể theo ý ngươi sao? Bỗng bùm một tiếng, tia điện đáng sợ bắn hướng nam nhân. Trời, chuyện gì vậy? Nam nhân vội né tránh, nhưng đạp xuống đất thì ngọn lửa bùng lên, uy lực siêu khủng bố. Nam nhân bất đắc dĩ đành vỗ chưởng, bùm, lực lượng lửa cháy cực mạnh, va chạm với nhau làm nam nhân lảo đảo té sang bên cạnh. Nếu va chạm ở chỗ khác, bị chấn nghiêng người là chuyện bình thường, không nguy hiểm gì. Nhưng trong chỗ này thì, bùm 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 bùm, trong phút chốc hàn băng như kiếm, lôi điện đan vào, lửa cháy hừng lực, ánh sáng vàng lấp, đủ các kiểu. Dường như tất cả hiện tượng thiên nhiên kỳ dị đều dồn hết vào khu vực nhỏ này. Nam nhân bị thương, gã là oai oái đối kháng, cực kỳ chật vật. Rốt cuộc nam nhân đạp vào nơi an toàn, gã không dám nhúc nhích thêm một ly. Nam nhân thở hổn hển, mới mấy chục giây mái tóc gã đã bị đốt một nửa, tay trái bị đóng băng, ống tay áo phải rách bươm, vết thương ứa máu, bụng thủng cái lỗ suýt xuyên ra sau lưng. Nam nhân biểu tình khó tin, gã chỉ bước ra một cước, phản ứng dây chuyền làm gã bị thương nặng suýt chết. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn mỉm cười nói, xem ra ngươi muốn giết ta không dễ vậy. Mới rồi Lăng Hàn dùng niệm lực mở trận cơ dưới lòng đất, cái lợi của tinh thần lực là đây, không thể thấy, không thể nghe, chỉ có dùng tinh thần lực mới đối kháng được. Nên nam nhân không hay biết khu vực mình đứng đã bị Lăng Hàn khởi động lại trận pháp. Trùng hợp là chỗ nam nhân vừa đứng là khu vực an toàn nên trận pháp không phát huy, sau đó gã di chuyển, vì vậy. Nam nhân thở hổn hển, nhìn Lăng Hàn chằm chằm, biểu tình giật mình. Hộc hộc, tại sao trận pháp nơi này đột nhiên khởi động? Lăng Hàn xòe tay, chắc vì ta, lỡ, đụng phải cái gì xúc phát cơ quan. Lỡ cái đầu ngươi, nam nhân vốn tưởng năm tháng xa xưa, bị phá hoại lớn nên trận pháp trong khu vực này không có hiệu lực. Giờ ngẫm kỹ lại có lẽ Lăng Hàn đã đóng trận pháp, đào hố cho gã. Ui, tiểu tử này biết gã theo dõi hắn sao? Trí kế thâm quá, nam nhân oan uổng Lăng Hàn, hắn vốn định chờ khi mình xuống núi dễ đi đường hơn thôi. Nam nhân nhìn hai bên, trận pháp không bị xúc phát thì y như môi trường bình thường, gã làm sao nhìn ra được. Nam nhân lạnh lùng nói, đã coi thường ngươi. Lăng Hàn ngừng cười, hắn hỏi, nói đi, ai phái ngươi lại đây? Nam nhân cười to bảo, ha ha, ngươi đang thẩm vấn ta sao? Nam nhân vẻ mặt trào phúng nói, thông mạch cảnh nho nhỏ dù đã thông ẩn mạch thì sao? Bị lực lượng ngũ biến của ta nghiền áp thì ngươi chỉ là cặn bã. Lăng Hàn gật đầu nói, dưới tình huống bình thường thì đúng là vậy. Nói thật lòng Lăng Hàn không thể đánh lại ngũ biến, cách biệt quá lớn. Nhưng bây giờ ngươi bị nhốt trong trận, có thể phát huy mấy phần sức chiến đấu. Nam nhân á khẩu, giờ gã hoàn toàn bị giam cầm, không dám nhúc nhích một ly, dù có sức chiến đấu lớn đến đâu làm sao phát huy. Quyền chủ động nằm trong tay Lăng Hàn, nam nhân nói, được rồi, ta có thể tạm thời không giết ngươi, ngươi đóng trận pháp được không? Chương 3594, đùa chết đầy tớ. Lăng Hàn cười dễ dãi, ngươi hãy bày thành ý ra trước đi. Nam nhân hỏi, thành ý gì? Lăng Hàn cười nói, ví dụ ngươi tên là gì? Chỉ có ngươi biết tên của ta nhưng ta thì không biết, ngươi có phải là hơi thất lễ? Nam nhân gật gù, đúng là không lễ phép. Trong lòng nam nhân chỉ muốn giết người, nhưng ngoài mặt cố nặn nụ cười. Ta tên Cha Đức Nguyên. Lăng Hàn chắp tay chào. Ồ, Cha huynh, Cha Đức Nguyên muốn tát Lăng Hàn một cái. ngươi có biết kém một đại cảnh giới là nghiền áp tuyệt đối không? Ngươi phải giữ sự tôn trọng tuyệt đối, phải kêu đại nhân hoặc tiền bối. Cha huynh, bà nội nó, nhưng cha Đức Nguyên không khùng lên ngược lại cười nói. Giờ ngươi cũng bày ra thành ý được chứ? Lăng Hàn cười hỏi, Đường Hải, là ngươi bắt đi đúng không? Cao thủ ngũ biến xâm nhập Huyền Thanh Kỳ đương nhiên có thể tránh đi Liên Tuyết Dung lặng lẽ bắt cóc Đường Hải. Cha Đức Nguyên lặng im một lúc sau nói, đúng vậy, là ta bắt. Lăng Hàn hỏi, tại sao làm như vậy? Biết còn hỏi, đương nhiên vì khối huyết thần tinh trong tay ngươi. Ồ, Lăng Hàn ném tinh thạch màu đỏ lên rồi chụp lại. Ai phái ngươi đến? Cha Đức Nguyên hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta làm việc cho người khác? Lăng Hàn lắc đầu nói, có thể nuôi con yêu thú như vậy, khiến ba thập nhị mạch canh chừng, ba thập nhị mạch đó mạnh hơn cùng giai rất nhiều. Ngũ biến như ngươi không thể làm được, nên ngươi chỉ là đầy tớ làm việc cho ngươi. Cha Đức Nguyên bị hai chữ đầy tớ kích thích mặt xanh mét. Nhưng Lăng Hàn nói đúng, gã chỉ là đầy tớ, còn là đầy tớ của đầy tớ, gã không biết boss lớn nhất là ai. Vẻ mặt cha Đức Nguyên khinh thường nói, người trẻ tuổi, có một số việc rất nguy hiểm với ngươi, biết quá nhiều sẽ chết càng nhanh. Cha Đức Nguyên chỉ hiểu một góc nhỏ tổ chức mình bán mạng, nhưng một chút đó đủ làm gã hiểu rằng đó là vật khổng lồ. Lăng Hàn quan sát nhạy bén, mở miệng nói, có lẽ ngươi không biết lão đại thật sự là ai. Cái này, cha Đức Nguyên biến sắc mặt quát, ai nói ta không biết, ta chỉ không muốn nói cho ngươi. Cha Đức Nguyên rất sĩ diện, đường đường là cao thủ ngũ biến mà không biết lão đại mình hiệu lực là ai thì siêu mất mặt. Tên này không biết kẻ sau màn thì khỏi hỏi nhiều mất thời gian nữa. Lăng Hàn đổi đề tài, lúc trước ngươi nói Hùng Cứ Thành bị gì? Cha Đức Nguyên không chịu đổi đề tài, nhấn mạnh, đương nhiên ta biết lão đại của mình là ai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Cái này là hút mắt của cha Đức Nguyên, gã luôn rất muốn biết mình bán mạng cho ai, giờ bị Lăng Hàn kích thích nên bùng nổ. Lăng Hàn cười cười, rồi, ta tin tưởng ngươi, ngoan đừng dỗi nữa, nói việc chính đi. Ngươi tưởng ta là con nít 3 tuổi sao? Cha Đức Nguyên hầm hừ, ta đã tràn đầy thành ý rồi, còn ngươi? Lăng Hàn cười to bảo, thứ nên nói thì không nói, ngươi rất biết tránh nặng tìm nhẹ. Cha Đức Nguyên lạnh lùng nói, hừ, vậy thì ngươi đừng hòng muốn biết bất cứ thứ gì. Lăng Hàn gật đầu nói, tốt lắm, ngươi đã cứng miệng vậy ta kính ngươi là hảo hán. Cha Đức Nguyên hét lên, sao còn không đóng trận pháp? Ánh mắt Lăng Hàn sắc bén, ngươi đã dám thừa nhận giết Đường Hải còn muốn ta thả cho đường sống? Cha Đức Nguyên khinh thường nói, chẳng qua là thập nhị mạch bình thường, giết thì sao? Ngươi còn muốn ta đền mạng? Lăng Hàn gật đầu nói, giết người đền mạng là đúng rồi. Cha Đức Nguyên cười khẩy nói, tiểu bối, ta nhịn ngươi là vì không muốn trả cái giá quá lớn, ngươi nghĩ trận pháp này thật sự có thể nhốt ta được sao? Lăng Hàn xòe tay làm động tác tiến khách, chân nằm trên thân thể ngươi, không ai trói nó, muốn đi thì cứ tự nhiên. Cha Đức Nguyên ngứa răng, nếu đi được gã đã sớm đi, còn cần chịu đựng Lăng Hàn bắt chẹt sao? Cha Đức Nguyên dịu giọng dụ dỗ, tiểu bối, chúng ta có thể cùng lùi một bước, chỉ cần ngươi đưa huyết thần tinh cho ta, từ nay giấu tên giấu tuổi thì ta xem ngươi như đã chết, không bao giờ tìm ngươi nữa chịu không? Lăng Hàn lắc đầu nói, không chịu. Cha Đức Nguyên cố gắng khuyên nhủ, tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi chịu thiệt, tổ chức của chúng ta mạnh hơn xa tưởng tượng của ngươi, dù ta chết vẫn sẽ có người khác đến xử ngươi. Lần này ngươi nhờ may mắn ngăn lại nhưng về sau thì sao? Cha Đức Nguyên phát hiện mình bị thương nghiêm trọng hơn phỏng đoán, không thể kéo dài thêm nữa, không thì sẽ đổ máu đến chết. Cha Đức Nguyên nhấn mạnh, dù ngươi ngăn được hoán huyết cảnh nhưng cực cốt cảnh thì sao? Lăng Hàn cười nói, làm tù binh, ta công nhận ngươi rất có tài ăn nói. Tù binh, con mắt nào của ngươi thấy ta bị ngươi bắt làm tù binh? Cha Đức Nguyên chuyển sang uy hiếp, tiểu bối, ngươi đừng đi càng xa trên con đường sai trái. Cha Đức Nguyên đã mất kiên nhẫn, bị thương càng lúc càng nghiêm trọng, trước mắt gã mọi thứ chếch choáng. Không được, gã phải chữa thương, nhưng vì tiện chạy đi nên gã giấu hành lý trong cái hang ở chân núi, cách nơi này nửa tiếng đi đường. Ai ngờ gã bị một thông mạch cảnh dồn đến tình trạng thảm vậy đâu. Lăng Hàn lắc đầu nói, vốn tưởng câu được cá lớn ai ngờ là con tôm nhỏ. Cha Đức Nguyên giống to, gã không chịu đựng được nữa. Tiểu bối, Lăng Hàn thản nhiên nói, cảm giác bất lực như thế nào? Lúc ngươi hành hạ Đường Hải chắc Đường Hải cũng có tâm tình như vậy, giờ ngươi hãy tự mình nếm trải đi. Cha Đức Nguyên trừng Lăng Hàn, ở trong mắt gã thì thập nhị mạch như con kiến, giờ hắn dám đánh đồng gã với Đường Hải làm gã siêu khó chịu. Cha Đức Nguyên lạnh lùng nói, tiểu bối, ta muốn giết ngươi. Nếu Lăng Hàn vẫn không thả gã đi thì cha Đức Nguyên liều chết cũng phải giết hắn chôn cùng. Lăng Hàn cất bước đi tới. Sai rồi, là ta giết ngươi. Lăng Hàn đi đường rất lạ, lúc thì sang trái khi thì sang phải. đây là con đường an toàn đi ra trận pháp. Cha Đức Nguyên vừa giật mình vừa mừng rỡ, tiểu tử này đi ra ngoài. Ha ha, ngươi đến chịu chết sao? Cha Đức Nguyên cười nhạt, tiểu tử này chắc tưởng gã bị thương nặng, thực lực rất mảng lớn nên muốn tự tay giết gã. Một vì báo thù kiểu này mới sướng, hai là tu vi thông mạch cảnh giết hoán huyết ngũ biến rất có cảm giác thành tựu. Hừ hừ, tuy gã bị thương nặng nhưng sức chiến đấu còn giữ ở trình độ hoán huyết nhất biến thậm chí nhị biến, dư sức giết thập nhị mạch. Cha Đức Nguyên yên lặng chờ, đợi Lăng Hàn đi vào khu vực công kích là gã sẽ ra tay ngay. Chương 3595, đánh nát. 1, 2, 3, giết. Cha Đức Nguyên chợt vỗ chảo, kinh lực chồng chất hóa thành móng vuốt mắt thường trông thấy, phát ra tiếng nổ chộp hướng Lăng Hàn. Chết đi, Lăng Hàn tung cú đấm, bùm, cú đấm cũng chồng nhiều lớp lực lượng hóa thành thiết quyền mắt thường trông thấy đánh hướng Cha Đức Nguyên. Lực lượng quyền, chảo va chạm phát ra tiếng nổ, dẫn đến đại trận phản phệ. Lôi điện, hỏa hoa, băng xương tứ răng, may mắn hai người ở trong khu vực an toàn, chỉ cần bọn họ không rời khỏi vị trí này thì công kích của đại trận sẽ không đánh trúng họ. Cha Đức Nguyên lộ vẻ giật mình, va chạm công kích mà gã không chiếm ưu thế. Ui, không lẽ gã bị thương nặng đến mức không đánh lại thông mạch cảnh? Lăng Hàn nở nụ cười, sau khi đến đỉnh thập bát mạch lực lượng của hắn cỡ 50.000 cân, phỏng chừng đỉnh nhất biến bình thường chỉ được bấy nhiêu lực lượng. Lăng Hàn hỏi, thấy sao? Cha Đức Nguyên nghiến răng, gã điều tra Lăng Hàn rất nhiều, biết hắn đã thông mấy ẩn mạch, thực lực mạnh hơn xa thông mạch cảnh bình thường. Nhưng lúc này Lăng Hàn biểu hiện ra lực lượng mạnh hơn gã điều tra rất nhiều. Chưa đến một tháng ngắn ngủi không lẽ tiểu tử này lại đả thông thêm mấy ẩn mạch? Có cần khoa trương vậy không? Lăng Hàn đột kích, hắn đã nắm chắc phần thắng. Cha Đức Nguyên ức chế giống to, tiểu tử, người khinh người quá đáng. Thực lực thật sự của Cha Đức Nguyên mạnh biết bao, gã có thể vung tay đập chết Lăng Hàn. Nhưng bây giờ gã bị người nhào nặn ăn hiếp, không bực tức sao được. Cha Đức Nguyên giống to, chết, chết, chết. Cha Đức Nguyên thi triển võ kỹ, sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng Cha Đức Nguyên vốn bị thương rất nặng, giờ đánh hết sức làm vết thương nứt ra càng nghiêm trọng hơn, máu tuôn ồ ạt. Lăng Hàn lạnh lùng nói, sợ ngươi chắc. Lăng Hàn thi triển yêu hầu quyền, lực lượng thập ngũ trọng chồng chất đánh hướng Cha Đức Nguyên. Bùm 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 bùm, kinh lực va chạm ngăn cản nhau, nhưng Cha Đức Nguyên chỉ chồng cửu trọng lực lượng, sau khi dùng hết 9 lực lượng thì lực lượng 6 trọng của Lăng Hàn ập đến, gã làm sao đỡ. Mỗi tầng lực lượng cao 50.000 cân, 6 tầng lực lượng oanh kích đánh nát Cha Đức Nguyên. Đường đường là cường giả ngũ biến mà chết rất uất ức. Lăng Hàn ngừng tay, lẩm bẩm, đội trưởng, thù của ngươi đã báo một nửa, ta chưa điều tra ra hung thủ sau màn. Chờ sau này ta càng mạnh sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lăng Hàn đi xem xác Cha Đức Nguyên, không biết đối phương có mang lệnh bài hay gì không, hy vọng tìm hiểu một chút manh mối về thế lực sau lưng gã. Lăng Hàn ngạc nhiên, không phải vì phát hiện đầu mối gì mà là xương Cha Đức Nguyên nát bấy. Lăng Hàn kinh ngạc nói, đây là do quyền lực của ta. Lăng Hàn biết hiện giờ lực lượng của mình tăng nhiều, thập ngũ trọng lực lượng chồng chất thì uy lực chắc chắn siêu mạnh, nhưng đến mức nghiền nát được xương của cường giả ngũ biến sao? Đây là một kích cuối cùng gây ra, chỗ chịu lực xương đã nát vỡ rồi khuếch tán ra ngoài, mức độ vỡ nhẹ dần, đến chỗ này thì cỡ phạm đi đánh một thước. Nát bấy sao, thật khó tin, ngẫm kỹ lại hình như trạng thái đó hơi khác. Lăng Hàn nhìn tảng đá to bên cạnh, trong núi có nhiều nhất là đá, đưa mắt nhìn trừ cây ra toàn là đá. Bùm, Lăng Hàn đánh ra cú đấm, ngưng tụ thập ngũ trọng lực, dốc hết sức. Tảng đá to vỡ ra, trừ chỗ chịu lực lõm vào, còn lại thành đá nát to cỡ mặt gương. Lăng Hàn nhìn cục đá đầy đất, thầm thắc mắc, tuy vỡ ra nhưng chỉ cỡ ngón tay, khác hẳn với mức độ xương nát. Chẳng lẽ vì xương không cứng bằng đá? Lăng Hàn lắc đầu ngay, không thể nào, hoán huyết ngũ biến thì khí lực mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Như thôn mạch cảnh bị súng bắn thì vung nắm đấm đánh bay viên đạn, gặp súng ngắm cỡ lớn có thể kịp lúc đỡ hay không là cả một vấn đề, dù đánh chúng thì rất có thể bị đạn bắn nát cánh tay. Hết cách, vấn đề nằm ở khí lực, đến hoán huyết cảnh thì khí lực tiến thêm một bước, súng ống đường kính nhỏ công kích như ruồi muỗi, cùng lắm phải bảo vệ phần mềm như con mắt, bị bắn chúng cùng lắm thủng cái lỗ máu cạn. Nếu không thì tại sao văn minh khoa học kỹ thuật hơn 100 năm trước không chịu nổi một kích? Sau khi đến hoán huyết cảnh khí lực của võ giả, đặc biệt là xương cốt cứng rắn hơn đá. Nên Lăng Hàn không rõ tại sao hắn một đấm đánh nát bấy xương ngũ biến nhưng chỉ có thể phá hoại tảng đá ở mức này. Tảng đá này không cứng hơn chỗ khác, vấn đề nằm ở ta. Lúc trước, đã đấm thế nào? Lăng Hàn nổi lên tò mò khó kiềm nén, hắn ngừng trận pháp, tìm một tảng đá đánh vào tìm cảm giác. Bùm 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 bùm, các tảng đá bị đánh vỡ nhưng Lăng Hàn không thể đấm nát nó ra. Hương, Lăng Hàn chợt cảm giác sát ý tỏa định mình, làm cả người hắn dựng đứng lông tơ. Tinh thần lực đến trung cấp khiến Lăng Hàn cảm nhận nguy hiểm phạm vi càng rộng. Lăng Hàn không chút do dự lại khởi động trận pháp. Vèo, Lăng Hàn thấy một người xông lên, tay cầm kiếm xẹt qua vệt sáng. Một sát thủ, Lăng Hàn có kết luận, vì nhát kiếm của đối phương là giết người chứ không giống cha Đức Nguyên muốn bắt hắn cướp huyết thần tinh. Bùm, trận pháp đã bị kích phát, tia chớp, sóng lửa, băng xương, các loại lực lượng loạn xa. Sát thủ gặp nạn, người bị lửa đốt, đóng băng, rách nát, tình cảnh giống cha Đức Nguyên lúc trước. Sát thủ rên rỉ lảo đảo, nhưng trong trận pháp không thể đi bậy, lại kích phát ra đả kích khủng bố hơn. Lăng Hàn xoay cổ theo hướng sát thủ di chuyển, lúc thì nghiêng trái khi thì sang phải, lên trên xuống dưới. Cuối cùng sát thủ té xuống đất, bị tia chớp đánh 7-8 lần sau đó nằm ngay đơ, chỉ còn mùi khét nồng nặc. Cái này, chắc không phải bị đánh chết rồi đi. Lăng Hàn bước đến gần, hắn cảm ứng được hơi thở sinh mệnh của sát thủ đã rất yếu. Chưa chết nhưng cũng sắp, sát thủ trông khoảng 40 tuổi, không bịt mặt, nhưng khuôn mặt bình thường ném trong đám đông không chút bắt mắt. Có điều vậy mới thích hợp làm sát thủ, nếu mặt mũi quá nổi bật thì sao ám sát. Sát thủ mở miệng dường như muốn nói cái gì nhưng chỉ ọc ra bọt máu. Phụt, Lăng Hàn gật đầu nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, rõ ràng chỉ giết thông mạch cảnh, tại sao chưa chạm đến góc áo của ta đã chết. Ngẫm lại rất oan, huynh đệ, ta hiểu mà, hiểu. Lăng Hàn vừa nói vừa vỗ vai sát thủ bị chọc tức mắt trợn trắng, hai chân duỗi thẳng chết tươi. Chương 3596, sát thủ xui xẻo. Lăng Hàn sờ cằm bực bội nói, sao chết mau vậy? Hắn còn chưa hỏi cái gì, thôi, chắc là sát thủ của địa ngục, khỏi hỏi cũng biết. Lúc trước địa ngục phái ra 2 sát thủ nhất biến, giờ thì trực tiếp thăng cấp đến ngũ biến. Nhưng cùng là ngũ biến mà sao người này kém đến thế? Phải rồi, Lăng Hàn gật gù, sát thủ chết nhanh vì gã là sát thủ. Sát thủ giỏi thuật giết người, bọn họ am hiểu cách giấu mình, đột ngột bùng nổ một kích siêu mạnh lấy mạng người. Còn về phòng ngự, cần thiết sao? Chỉ cần một kích oanh sát mục tiêu thì cần phòng ngự làm gì? Nên sát thủ chắc chắn là tấn công cao, máu mỏng, phòng ngự thấp, gặp thứ như trận pháp thì tấn công cao vô dụng, người có thể giết, trận pháp sao? Máu mỏng, phòng ngự thấp bày ra rõ ràng, bị trận pháp đánh vài phát là chết. Lăng Hàn bổ sung thêm, lại vỗ vai sát thủ, ngươi chết oan thật, gió núi thổi qua, không thể thổi tan oán niệm của sát thủ, mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Lăng Hàn nói, không thể tổng cứ bị động chịu đòn như vậy, phải phản kích. Lúc trước Lăng Hàn tát Nghiêm Tuấn một bàn tay nhưng hiển nhiên đối phương không rút kinh nghiệm. Tiểu tử này cũng giàu thật, mời được sát thủ hoán huyết ngũ biến. Lăng Hàn xách hành lý lên đi xuống núi. Chuyến đi Thiên Liên Sơn rất viên mãn. Phượng Vương quả vào tay, có đến 5 trái, nửa năm sau còn 6 trái khác để hái. Nhờ trận pháp trợ giúp Lăng Hàn hóa giải 2 đợt sát khí, đặc biệt là tổ chức địa ngục phái ra sát thủ hoán huyết ngũ biến, tin tưởng trong thời gian này tổ chức địa ngục sẽ không đến quấy rầy hắn nữa. Quan trọng là thế lực sau lưng cha Đức Nguyên, tổ chức này có được thực lực siêu khủng bố. Cha Đức Nguyên lỡ miệng nói Lăng Hàn có về Hùng Cứ Thành cũng chỉ sống thêm mấy ngày, khó thoát khỏi cái chết. Tức là trong Hùng Cứ Thành có người của bọn họ muốn đối phó hắn. Lăng Hàn lắc đầu, đã xuất động cường giả hoán huyết ngũ biến thì đối phương chắc sẽ không cẩn thận đến mức trừ một cường giả canh chừng hắn trong Hùng Cứ Thành, làm vậy rất thừa thải. Vậy ý của cha Đức Nguyên là Hùng Cứ Thành sắp xảy ra biến cố gì lớn. Nhưng Huyền Bắc Quốc là thành lớn. Trong thành có nhiều cao thủ cực cốt cảnh, sẽ xảy ra biến cố gì đây? Về trước, nói cho Liên Tuyết Dung biết tin tức để nàng suy nghĩ đi. Lăng Hàn đến trấn nhỏ gần đó mướn một chiếc xe và tái xế, hắn không muốn tự lái xe nữa, xuất phát đi Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn bình an về Hùng Cứ Thành, Lăng Hàn đi từ Tâm Dược Đường trước, mới vừa vào cửa đã thấy Hoán Tuyết xông lên ôm chân hắn khóc lớn. Thiếu gia, Hoán Tuyết không muốn gả cho người. Lăng Hàn bật cười nói, chuyện gả người không gấp, để ta buông hành lý xuống đã. Hoán Tuyết vội đứng dậy, lau mắt lệ, bộ dạng uất ức. Xin lỗi thiếu gia, Lăng Hàn hỏi, có chuyện gì, thị nữ nhỏ lại khóc, hu hu, có người muốn cưới Hoán Tuyết làm tiểu thiếp nhưng Hoán Tuyết không muốn. Lăng Hàn mắt lóe tia sáng lạnh, là ai, thị nữ nhỏ vắt óc nói, hình như tên là Hồ Cầu, Lăng Hàn không biết nên nói cái gì, người ta định cưới nàng làm tiểu thiếp mà nàng không nhớ tên. Thôi, để ta đi tìm Mạc Quốc Hào hỏi, Lăng Hàn tìm Mạc Quốc Hào hỏi tình hình. Mạc Quốc Hào biết rõ chuyện này, kể đầu đuôi cho Lăng Hàn nghe. Đoạn thời gian trước Hoán Tuyết tu luyện thành công tinh thần lực sơ cấp, Mạc Quốc Hào vô tình phát hiện, rất là hưng phấn chủ động dạy nàng cách luyện đan. Người có tinh thần lực rất hiếm, huống chi tu luyện sơ cấp, nên Mạc Quốc Hào như nhặt được trí bảo. Không biết sao Hồ Cầu thuộc Hồ gia trong 6 hào môn nhỏ chạy đến, còn bắt gặp Hoán Tuyết. Thấy một người gần 18-9 tuổi, cửu mạch, tu ra tinh thần lực, đan sư tương lai, rất xinh đẹp. Thấy nữ nhân như vậy Hồ Cầu đi không đặc, lấy về gia tộc thì lời to. Hồ Cầu không sợ lấy thêm tiểu thiếp, đòi nạp Hoán Tuyết làm tiểu thiếp thứ 8. Nếu không phải chỗ này là từ Tâm Dược Đường thì Hồ Cầu đã kéo người cướp Hoán Tuyết về nhà. Nhưng rằng có thế này không phải là cách, Hoán Tuyết không thể suốt đời ở trong Từ Tâm Dược Đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói, ha ha, thật là vô pháp vô thiên, Hồ gia chỉ là thế lực hoán huyết cảnh mà dám chơi trò ép hôn. Hắn chống mắt xem Hồ Cầu có thật sự dám bắt người. Lăng Hàn gật đầu nói, đa tạ, Mạc Quốc Hào giữ lời hứa với hắn, luôn chăm sóc thị nữ nhỏ. Mạc Quốc Hào gật đầu, với gã thì đây chỉ là chuyện nhỏ, có cơ hội không ban ơn thì phí, gã không ngại tặng nhân tình cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nói, ta muốn học chút đan phương, mắt Mạc Quốc Hào sáng rực, Lăng Hàn học tham mạch đan, bí lực hoàn, rất nhanh làm ra bản cải tiến. Giờ hắn học cái mới có khi nào trình độ đan đạo sẽ tăng lên mảng lớn. Mạc Quốc Hào lấy quang não đến bày ra đan phương mình cất chứa. Tiểu Hữu cứ việc chọn, lúc trước Lăng Hàn có xem qua nhưng không chú ý đẳng cấp hoán huyết cảnh, vì khi đó hắn không cần. Bây giờ đan dược thôn mạch cảnh không có hiệu quả với hắn. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện đan phương hoán huyết cảnh chỉ có 3 loại gồm phục hồi bí lực hồi khí đan, giải kịch độc bách hóa đan, sôi trào huyết khí cuồng bạo đan. Tác dụng của hồi khí đan là phổ biến nhất, vì sức người có khi cạn kiệt, chiến đấu đến kiệt sức thì cảnh giới cao mấy, thực lực mạnh đến đâu cũng vứt. Hồi khí đan dùng để bổ sung bí lực, rất thực dụng trong chiến đấu. Bách hóa đan, cái tên hơi khoa trương, thật ra chỉ hóa giải được khoảng 37 loại kịch độc. Cuồng bạo đan chỉ dùng lúc bất đắc dĩ, vì thứ này có thể sôi trào huyết khí lần 2, nhưng hậu quả cực kỳ nặng, sẽ bị thương, tàn. Nên chưa đến lúc tuyệt vọng không hoán huyết cảnh nào muốn ăn nó. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, ghi nhớ 3 loại đan phương này, đối với đan đạo đế vương thì chỉ là chuyện nhỏ. Lăng Hàn hỏi, không có thứ giống bí lực hoàn, tham mạch đan có thể tăng tốc độ tu luyện, tăng xác suất thành công thăng cấp sao? Mạc Quốc Hào lắc đầu nói, ta biết đan phương, cũng luyện được nhưng hiệp hội đan sư có quy định nghiêm ngặt, tuyệt đối không truyền ra ngoài, không thì ta và ngươi đều gặp họa. Lăng Hàn hỏi, tức là ta muốn có đan phương thì phải tham gia hiệp hội đan sư. Mạc Quốc Hào gật đầu nói, đúng. Lăng Hàn trầm ngâm nói, được rồi, vậy đi hiệp hội đan sư xem. Lăng Hàn không ngại toát ra vương bá khí thu một đống tiểu đệ. Mạc Quốc Hào nhìn Lăng Hàn, chọn ngày không bằng đúng ngày, đi bây giờ. Được, chương 3597, chứng thực đan sư. Hai người đi ra, với thân phận và địa vị của Mạc Quốc Hào đương nhiên có xe riêng, tài xế chở hai người đến hiệp hội đan sư. Mạc Quốc Hào là đan sư trung cấp, gã mang Lăng Hàn đi vào không ai dám ngăn cản, còn cung kính hành lễ. Mạc Quốc Hào nói, sắp xếp đi, vị tiểu hữu này muốn chứng thực đẳng cấp đan sư. Rõ, rất nhanh có 3 đan sư sơ cấp đến, 3 đan sư sơ cấp cung kính hành lễ với Mạc Quốc Hào. Kính chào Mạc đại nhân, Mạc Quốc Hào là đan sư trung cấp, gần đây cống hiến xuất sắc cho đan đạo nên bọn họ rất tôn kính gã. Một đan sư sơ cấp hỏi Lăng Hàn, tên, Lăng Hàn tùy ý đáp, Lăng Hàn, đan sư sơ cấp thứ 2 kinh kêu, ủa, chắc không phải là Lăng Hàn đó đi. Lăng Hàn đánh bại Thác Bạt Thiên Hoang, đan sư vốn không bận tâm, khinh thường để ý võ đạo. Nhưng Thác Bạt Thiên Hoang rất nổi tiếng, không chỉ lừng lẫy tiếng tăm trong võ đạo, cũng rất nổi bật trong giới đan đạo, trận đạo. Nhờ Thác Bạt Thiên Hoang nên cái tên Lăng Hàn cũng lưu truyền trong giới đan đạo, trận đạo. Đan sư sơ cấp thứ 3 nói, là hắn rồi, ta từng thấy hình. Ba người rất ngạc nhiên, không ngờ người có tiềm lực số 1 võ đạo giới đến chứng thực đan sư. Đan sư sơ cấp thứ nhất hỏi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lăng Hàn tùy ý nói, tham mạch đan đi, vậy ngươi chuẩn bị tài liệu rồi bắt đầu đi. Chứng thực đan sư sơ cấp cần tự mang tài liệu, khi nào thành đan sư sơ cấp mới được chứng thực đan sư trung cấp, cao cấp, hiệp hội đan sư sẽ cung cấp tài liệu. Nếu mỗi người đến chứng thực đan sư sơ cấp đều cung cấp tài liệu thì hiệp hội đan sư giàu mấy cũng không chịu nổi tiêu xài hoang phí như thế. Lăng Hàn bày ra trận pháp liền luyện đan, hắn ném xuống một phần tài liệu. Hắn nghĩ dù sao đang rảnh chẳng bằng luyện nhiều lô chút, luyện thành đan đều là của hắn, coi như kiếm chút thu nhập thêm. Vì thế Lăng Hàn lại ném một phần tài liệu vào trận pháp. Phụt, 3 đan sư sơ cấp cùng sặc, tình huống gì đây? Ngươi không biết luyện một lò đan cần bao nhiêu tài liệu mà muốn chứng thực đan sư? Đùa sao, nhưng đây chỉ là bắt đầu, Lăng Hàn lại ném một tài liệu vào trận, lại một cái nữa. Tổng cộng 4 phần, cái này, Mạc Quốc Hào cũng lau mồ hôi lạnh. Gã tin tưởng thực lực đan đạo của Lăng Hàn nhưng không thể chơi kiểu này được. Ai, đành chờ mấy hôm nữa lại tới. Ủa, sao không nổ lô? Mạc Quốc Hào ngạc nhiên. Lăng Hàn làm lung tung kiểu đó 4 tài liệu nên thành cho ngay, vì sao bây giờ vẫn trong trạng thái luyện chế? Không chỉ riêng Mạc Quốc Hào, ba đan sư sơ cấp khác giật mình há hốc mồm. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một người cùng lúc luyện 4 lô đan, ngươi làm sao khống chết? Một lòng 4 dùng, chu choa mạ ơi, bọn họ không thể tin vào cảnh tượng trông thấy, cho rằng con mắt bị mù lệch rồi, không thì nhân sinh quan, thế giới quan của họ sẽ tan vỡ hết. Cảnh tượng không ngừng diễn ra nhắc nhở họ rằng chuyện này là sự thật. 4 người ngây ngẩn 2 tiếng, thấy Lăng Hàn thành công ra 4 lô tham mạch đan, 17 viên. Giờ Mạc Quốc Hào mới hiểu tại sao Lăng Hàn có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp nhiều đan dược đến thế. Không phải đối phương có xác suất thành đan 100%, không phải luyện đan ngày đêm không ngừng nghỉ, mà vì tiểu tử này một lần có thể luyện 4 lô. Đan sư nào thấy cũng chỉ muốn quỳ hát bài chinh phục. Một lần luyện 4 lô đan, mỗi lô đều thành công. Thấp nhất là 4 viên, nếu là tham mạch đan thì một lần chỉ có thể luyện ra 3 đến 5 viên. Tên quái vật, quái vật, ba đan sư sơ cấp đều gật gù đồng ý từ hình dung quái vật. Tài liệu chính xác, không nổ lô thì luyện ra chắc chắn là tham mạch đan, vấn đề là phẩm chất thành đan. Xem kết quả thì Lăng Hàn đã thành công vượt thử thách, hắn đã là một đan sư sơ cấp. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nếu nói cho người khác nghe có ai tin không? 3 người nhìn nhau, thấy phủ định trong mắt đối phương. Nếu ai nói với bọn họ có người có thể một lần luyện 4 lô đan và đều thành công thì bọn họ đinh ninh đối phương bị điên. Lăng Hàn cười hỏi, có cần kiểm tra không? Ba đan sư sơ cấp lắc đầu nói, không cần. Lăng Hàn nói, vậy được rồi, ta muốn tiếp tục chứng thực đan sư trung cấp. Lăng Hàn muốn lấy đan phương tung cấp từ hiệp hội đan sư, tất nhiên phải trở thành đan sư trung cấp. Lúc trước Lăng Hàn đã xem 3 đan phương trung cấp của Mạc Quốc Hào nên chắc chắn rồi. Mạc Quốc Hào kinh kêu, Mạc Quốc Hào là người hiểu rõ nhất Lăng Hàn chỉ mới xem đan phương trung cấp. Người này muốn nghịch thiên sao? 3 đan sư sơ cấp ngẩn ngơ, bọn họ chưa từng thấy tình huống như vậy, có người vừa mới chứng thực đan sư sơ cấp liền muốn chứng thực đan sư trung cấp. Nhưng chứng thực đẳng cấp đan sư là tự do của cá nhân, bọn họ không thể can thiệp. Chờ một chút, bọn họ không cách nào quyết định chứng thực như vậy, vội đi mời đan sư trung cấp khác. Trong Hùng Cứ Thành chỉ có 9 đan sư trung cấp, Mạc Quốc Hào là người dẫn Lăng Hàn đến nên không thể xếp vào nhân viên chứng thực, nên cần tìm 3 đan sư trung cấp khác. Lăng Hàn khá may mắn, vì đan sư trung cấp rất bận, suốt ngày nghiên cứu đan phương, bình thường chỉ có 1, 2 người tỏa chấn tại đây, nhưng hôm nay có đến 4 đan sư trung cấp. Nghe nói có người muốn chứng thực đan sư trung cấp làm hiệp hội đan sư oanh động, chạy tới xem. Lăng Hàn chọn luyện chế bách hóa đan, rất nhanh tài liệu hắn cần được đưa đến, còn có trận cơ đối ứng. Thật hay giả, vừa mới thông qua chứng thực đan sư sơ cấp đã nhắm ngay đan sư trung cấp. Tiểu tử này tưởng có thể tùy tiện đến sao? Tuy chỗ chúng ta có thể tùy thời chứng thực, nhưng mỗi năm chỉ có 1 lần miễn phí sử dụng tài liệu, lúc khác muốn chứng thực phải tự mang tài liệu. Cứ lãng phí 1 lần cơ hội vậy sao? Ai, trẻ tuổi bồng bột, quần chúng vây xem xì xầm bàn tán tránh cho ảnh hưởng Lăng Hàn. Lăng Hàn ba ỷ trận, dùng niệm lực dẫn động, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Loại trận pháp này lấy ngọc tử làm nguồn năng lượng nên không cần nhờ vào thế thiên địa, nhưng tiêu hao ngọc tử rất lớn. Lăng Hàn không lãng phí thời gian, bắt đầu luyện đan ngay. Đan dược trung cấp, chuyện nhỏ, tuy lần đầu hắn luyện chế nhưng biểu hiện dễ dàng, thong thả ung dung, rất đơn giản. Chương 3598, đan sư trung cấp trẻ tuổi nhất. Lăng Hàn linh động khống chế trận pháp, biến hóa mức độ năng lượng, thời cơ bỏ dược liệu vào vừa đúng, tựa như luyện đan chỉ là xếp gỗ, cực kỳ đơn giản. Thời gian qua nhanh, 2 tiếng sắp trôi qua, chưa nổ lô, mặc kệ lúc trước mọi người có tâm tình gì thì bây giờ chỉ còn lại rung động. Sắp có thêm một vị đan sư trung cấp, người này 2 tiếng trước không phải đan sư sơ cấp, người này còn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ võ đạo, chưa đầy 20 tuổi. Trời ạ, trên đời thật sự có thiên tài như vậy sao? Người trẻ tuổi đỏ mất ghen tị, đan sư già thì chép miệng cảm khái, nhớ ngày xưa bọn họ mất bao nhiêu thời gian mới đến sơ cấp, trung cấp. Không thể so sánh, 2 tiếng qua đi, chính giữa trận pháp có 3 viên đan dược trôi nổi. Thành công, không cần nghiệm đan mọi người đều chắc chắn đó là bách hóa đan. Vị đan sư trung cấp thứ 10 của Hùng Cứ Thành, Lăng Hàn. Mạc Quốc Hào là người lên tiếng đầu tiên, chúc mừng Lăng huynh, gã sửa ngay xưng hô với Lăng Hàn. Đan sư quen nhau chỉ bàn về đẳng cấp, không tính tuổi tác. Trong lĩnh vực võ đạo, trận đạo cũng áp dụng điều này. Cái gọi là tài học không tính lớn nhỏ, ai có tài thì làm sư phụ. 3 đan sư trung cấp khác chắp tay, chúc mừng Lăng huynh, những đan sư sơ cấp, học đồ càng cung kính nói. Chúc mừng Lăng tiền bối, mặc kệ bọn họ đỏ mắt cỡ nào thì bây giờ phải cúi đầu. Điều này đã định trước sẽ ghi vào sử sách, đan sư trung cấp trẻ tuổi như vậy. Lăng Hàn gật đầu nói, đừng tuyên dương chuyện của ta, mọi người gật đầu, dù lòng thầm thắc mắc, rõ, Lăng Hàn hỏi, giờ ta có thể thoải mái xem đan phương đi. Mọi người thộn mặt ra, chuyện gì đây? Khó khăn thăng cấp làm đan sư trung cấp thì nên đắc ý nhận mọi người tôn sùng mới đúng, sao đòi xem đan phương? Khi nào coi đan phương không được, cứ đòi ngay ngày quan trọng này. Nhưng Lăng Hàn đã khăng khăng thì người khác không có cách nào. Rất nhanh Lăng Hàn cầm nhận tất cả đan phương trung cấp, nhưng có 3 loại thuộc về giữ bí mật, cần có cống hiến to lớn cho hiệp hội đan sư hoặc nhập hội đủ chuẩn năm mới mở được. Đương nhiên nếu tiến thêm một bước trở thành đan sư cao cấp thì không bị điều kiện đó hạn chế, thoải mái xem đan phương trung cấp. Đan sư cao cấp sao? Xem thử luyện chế đan dược cao cấp cần điều kiện gì? Lăng Hàn xem sơ, đan sư tuy rằng cũng cần tinh thần lực nhưng yêu cầu thấp hơn trận đạo nhiều, chỉ cần miễn cưỡng đến tinh thần lực trung cấp là có thể luyện chế ra đan dược cao cấp. Nhưng hiệp hội đan sư nơi này chỉ có 2 phối phương đan dược cao cấp, một cái là vô tướng đan, thứ hai là ly hỏa đan. Luyện chế thì không khó, Lăng Hàn xem kỹ rồi mô phỏng cảnh tượng luyện đan trong óc, chỉ sau 2 lần kết luận là có thể làm. Lăng Hàn chạy ra ngoài tìm Mạc Quốc Hào, xin giúp ta đi, ta muốn chứng thực đan sư cao cấp. Mạc Quốc Hào đang suy nghĩ có phải Lăng Hàn định cải tiến đan phương trung cấp gì không, gã rất hưng phấn muốn chứng kiến giây phút lịch sử. Nhưng Lăng Hàn mở miệng làm Mạc Quốc Hào suýt quỳ, ngươi còn muốn chứng thực đan sư cao cấp, chỉ bằng vào vài đan phương lúc trước nhìn thấy, chơi hơi lố rồi, nhưng ngẫm lại năng lực luyện đan đáng sợ của Lăng Hàn, một lần luyện 4 lô tham mạch đan, đây là điều đan sư cao cấp có thể làm được sao? Nên người ta yêu nghiệt cũng không có gì kỳ, cực hạn của tiểu tử này không lẽ là đẳng cấp tông sư? Mạc Quốc Hào gật đầu nói, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ngay. Mạc Quốc Hào lật đật rời đi, tuy gã không dám tin nhưng càng muốn trông thấy kỳ tích. Lăng Hàn là loại nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh hội trưởng của Hiệp hội Đan Đạo Hùng Cứ Thành được mời ra, tên là Lư Tấn, là đan sư cao cấp duy nhất trong Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn muốn thăng cấp đan sư cao cấp cần có Lư Tấn ở bên cạnh xem, đây là quy định. Trông Lư Tấn già lọm khọm, đầu đầy tóc bạc, chưa đến gần đã ngửi mùi thuốc nồng từ người lão. Mọi người khom người hành lễ, kính chào Lư đại sư, chỉ có Lăng Hàn đứng ngạo nghễ. Về đan đạo không ai có thể làm sư phụ của hắn, ít nhất Lư Tấn không được. Lăng Hàn nhẹ gật đầu chào với lễ ngang hàng. Ui, mọi người giật mình, tiểu tử này chưa qua chứng thực đã xem mình là đan sư cao cấp. Ngươi không ngẫm lại xem lỡ rớt thì sao? Lăng Hàn định luyện chế vô tướng đan, vì là đan dược cao cấp nên cần tài liệu cũng quý giá nhiều. Có một số cần mấy vị chấp sự ký tên mới mở khố phòng lấy ra được, bởi vậy hơi mất thời gian. Lư Tấn nhìn Lăng Hàn, lòng tràn ngập cảm thán, tiểu tử này thật trẻ tuổi, lúc lão bằng tuổi đối phương mới chỉ là học đồ tu luyện tinh thần lực. Còn người ta đã là đan sư trung cấp, đang thẳng tiến đan sư cao cấp. Người so với người, không thể so, một lúc sau tài liệu chuẩn bị đầy đủ, ít người đến xem, vì Lư Tấn khống chế tin tức lan truyền, chỉ có đan sư sơ cấp mới có tư cách dự thính, tổng cộng hơn 30 người. Mọi người không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng Lăng Hàn. Lăng Hàn không hồi hộp, sơ cấp hay cao cấp không khác biệt lớn đối với hắn, chỉ hơi nghiêm túc một chút là được. Bắt đầu thôi, Lăng Hàn bày ra trận cơ, dùng niệm lực dẫn động. Ngọc Tử bắt đầu đốt cháy thành năng lượng cuồn cuộn. Lăng Hàn chờ khi hỏa hậu đến thì ném ra loại dược liệu thứ nhất. Một lúc sau hắn ném ra loại thứ hai, 3, đến lúc nhất định hắn thu dược thể đã thành chất lỏng về, thả dược liệu mới vào nấu. Cùng lúc đó Lăng Hàn khống chế trận pháp điều tiết năng lượng lớn nhỏ tuôn ra ngoài, đạt đến trình độ vô cùng tinh tế. Từng là thiên tôn nên Lăng Hàn khống chế lực lượng, niệm lực tinh tế đến trình độ những người ở đây không thể với tới. Huống chi hắn là đan đạo đế vương, có năng lực cực kỳ cao minh. Không thể nào, đến bây giờ còn chưa nổ lô, khống chế trận pháp tinh diệu đến mức nào vậy? Nước dược phần thứ nhất màu hoàng kim trong veo giống y như miêu tả đan phương. Ui, tức là đến bây giờ hắn còn xuôi trèo mát mái. Người trẻ tuổi đáng sợ. Không, đây là đan đạo đại sư tương lai. Lúc trước nhiều đan sư sơ cấp ghen tị Lăng Hàn, giờ thì bọn họ hết ghen ghét, chỉ còn lại tràn đầy khâm phục. Khi một người lấy được thành tựu quá cao thì người ta sẽ không ghen tị, hâm mộ hay gì nữa, chỉ còn lại bội phục. Chương 3599, lại tiến thêm một bước. Lăng Hàn đã vọt lên độ cao bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, khiến lòng ganh tị cũng biến mất. Phần dược nước thứ 2, 3 rồi hòa vào nhau, thêm dược liệu mới. Sắp đến 2 tiếng, Lăng Hàn không bỏ thêm dược liệu vì đã dùng hết. Đây là lúc then chốt nhất, ngưng nước thành đan, sơ sẩy một cái là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mỗi người không kiềm được nín thở, bọn họ có được chứng kiến kỳ tích không? Đan sư cao cấp, Hùng Cứ Thành ra một Lư Tấn là tổng hội đan đạo đế đô phái đến, khi tới đã là đan sư cao cấp. Lư Tấn hơi căng thẳng, nguyên huyền Bắc Quốc chỉ có 42 đan sư cao cấp, chẳng lẽ từ hôm nay trở đi sắp có 43 người. việc này sẽ rúng động thiên hạ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dược nước nhanh chóng tụ thành đan, không có dấu hiệu hóa thành cho tàn. Sắp thành, thật sự sắp thành công. Lại qua 2 phút, Lăng Hàn kết thúc công việc. Vèo, 3 viên đan dược bay ra bị Lăng Hàn chộp vào tay. Mọi người cùng khom người hành lễ đan đạo bái kiến trưởng bối, bao gồm Mạc Quốc Hào. Chúc mừng Lăng Đại Sư, đây là một thế giới cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, võ đạo, trận đạo, đan đạo đều như thế. Lăng Hàn thầm nhe răng, đan dược mới ra lô nóng quá. Hết cách, Lăng Hàn chỉ tu ra lực lượng, sức đề kháng với nóng và lạnh không quá mạnh. Nhưng đang lúc thanh thế của hắn lên cao, giờ mà hắn ném đan dược rời tay thì nát bét hình tượng. Lăng Hàn cố nén cảm giác nóng rát, gật đầu với mọi người, phất tay. Lư Tấn đến gần, biểu tình tràn đầy giật mình vì chứng kiến kỳ tích. Lăng Đại Sư khiến lão phu giật mình thật. Lăng Hàn cười nói, đa tạ khích lệ. Lư Tấn cười hỏi, mà tay không nóng sao? Nóng, ha ha ha, nào, bỏ vào bình đan đi, lão phu từ từ tâm sự với đại sư. Một già một trẻ rời đi, mọi người chỉ biết nhìn theo. Hai người này hiện là đứng đầu đan đạo hùng cứ thành, người khác chỉ có thể ngước nhìn. Lư Tấn, Lăng Hàn nói chuyện rất lâu, đa phần về hiệp hội đan đạo. Làm một đan sư cao cấp có thể hưởng thụ quyền lực gì, phải có nghĩa vụ gì. Nửa ngày sau Lăng Hàn rời đi, giờ Lăng Hàn được một quyền hạn tại đây, có thể đọc bất cứ đan phương gì, mua tài liệu được giảm 50%. Hiệp hội đan đạo có thể bán dùm đan dược, chỉ lấy phí thủ tục 10%. Lăng Hàn còn được một quang não cỡ nhỏ đeo trên tay, bình thường dùng như đồng hồ, tới chỗ tối có thể phát sáng làm đuốc, rất thực dụng và tiện lợi. Lăng Hàn mở quang não ra đọc lướt qua đan phương lúc trước hạn chế không cho xem. Bổ huyết đan, có thể bổ sung khí huyết, thích hợp dùng sau khi trùng kích hoán huyết cảnh. Bổ huyết đan chắc là lúc trước Tôn Kiếm Phương dùng, lão dựa vào căn nguyên sinh mệnh của mình cưỡng ép hoán huyết, tuy rằng đột phá cảnh giới nhưng tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ có thể dùng nó sau khi trùng kích, dù thăng cấp thành công hay thất bại đều có thể dùng nó bổ người. Dược lực có hiệu quả kích thích tiềm lực sinh mệnh nên không thích hợp dùng khi trùng kích, không thì sẽ phản tác dụng. Cái này không tệ, có thể tặng vài viên cho Tôn tông chủ. Xem thử coi có thể cải tiến đan phương không. Lăng Hàn mua một phần tài liệu bổ huyết đan luyện thử một lò, cảm nhận quá trình nếu không chỉ là lý luận suông. Lăng Hàn khơi một miếng nhỏ nếm thử, máu liền sôi trào tràn ngập sức sống, rất là phấn khởi. Lăng Hàn cảm nhận, tìm kiếm khuyết điểm trong dược lực để cải tiến. Dược lực hơi cương mãnh, sẽ phá hoại thân thể, là dược có 3 phần độc, điểm này không sai. Giảm bớt chút lượng thiên hộc chi, tăng thêm chút tử tham, còn có linh khôi, tin tưởng hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Lăng Hàn lại đi mua tài liệu, bây giờ hắn không thiếu tiền, qua gần 1 tháng, Từ Tâm Dược Đường kiếm nhiều tiền cho hắn đủ để tiêu xài phung phí. Lùi một bước, mỗi lần Lăng Hàn luyện đan xác suất thành công 100%, giá trị thành phẩm cao hơn tài liệu gấp 3-4 lần thì sợ gì không có tiền luyện đan. Lăng Hàn nổi hứng luyện đan thì không có gì ngăn cản được. Lăng Hàn ngày đêm cải tiến đan phương, 4 ngày sau hắn thành công. Lăng Hàn mỉm cười nói, bổ huyết đan phiên bản cổ bổ quá chết người, bản mới không có điểm yếu đó, bị thương nặng đến đâu cũng không cần sợ hư không chịu bổ. Đi tặng cho Tôn tông chủ đi, suýt quên đi báo với Liên Kỳ chủ, sẵn làm luôn. Lăng Hàn ra khỏi nhà đi tìm Tôn Kiếm Phương và Liên Tuyết Dung, nhưng hắn mới đến cửa hiệp hội thì thấy một người đến gần. Trung Dương Tất, thấy Lăng Hàn làm Trung Dương Tất ngạc nhiên, tiểu tử này đến hiệp hội đan sư làm chi? Trung Dương Tất nhếch mép cười nhạt, đệ nhất nhân võ đạo từ khi nào có rảnh quang lâm hiệp hội đan đạo chúng ta? Câu này nghe vừa chua vừa tràn ngập địch ý, ngươi thuộc giới võ đạo, nơi này là thánh địa đan đạo, ngươi không xứng đến đây. Lăng Hàn mỉm cười hỏi, chỗ này làn hà của ngươi sao? Ta còn cần ngươi đồng ý. Trung Dương Tất kiêu ngạo nói, ngươi nói đúng, chỗ này là nhà của ta, bởi vì ta chính là đan sư sơ cấp. Trung Dương Tất ưỡn ngực tràn đầy tự hào, nguyên hùng cứ thành chỉ có 30-40 đan sư sơ cấp, trừ Trung Dương Tất ra có đan sư sơ cấp nào không cao tuổi trên 40 đơ. Nên gã là thiên tài chắc tuyệt, vô cùng kiêu ngạo. Có 2 đan sư sơ cấp đi ra, thấy Lăng Hàn thì bản năng muốn hành lễ nhưng bị hắn nháy mắt ngăn cản bọn họ bộc lộ thân phận của mình. Muốn chơi, tốt thôi, đùa chết ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói, ngươi chỉ là đan sư sơ cấp, ta là đan sư cao cấp, theo quy định ngươi phải hành lễ với ta. Xì, Trung Dương Tất cười sặc, trò đùa lớn nhất thế giới. Trung Dương Tất khịt mũi nói, nếu ngươi là đan sư cao cấp thì ta chính là đan đạo tông sư. 2 đan sư sơ cấp ở bên cạnh nghe cùng lắc đầu, chỉ một câu đó thôi Trung Dương Tất chết chắc rồi. Lăng Hàn thật sự là đan sư cao cấp, Trung Dương Tất nói câu đó khác gì giả mạo đan đạo tông sư, tội danh rất nặng. Mặc dù mọi người biết Trung Dương Tất không cố ý nói thế, gã không biết thân phận của Lăng Hàn, nhưng người không biết có thể vô tội sao. Bốp, Lăng Hàn tát mạnh vào mặt Trung Dương Tất, đánh gã xoay 3 vòng tại chỗ, đần mặt ra, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Trung Dương Tất khó tin hỏi, ngươi dám đánh ta, đang trước hiệp hội đan đạo mà ngươi dám đánh một vị đan sư. Chẳng khác nào đạp trên đầu lão hổ,